chương 91. Trước trận, bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Diêu thủy quan bên này một mảnh an bình tường hòa thời điểm, một đầu khác liên thành tắt nổ oanh. Ngươi nói cái gì? Nhị Lan quân bị Trân Nguyệt công chúa bắt đi. Đúng vậy tướng quân. Đến truyền lời binh lính ở vào ngày đông gấp đến độ mồ hôi đầy đầu. Nhị Lan quân ban ngày lý mang theo 5.000 binh mã đuổi bắt Trân Nguyệt công chúa một gia quân, kết quả. Kết quả cho đến vừa rồi như cũ không có hồi doanh, cũng không có truyền quay lại gì tin tức. Tôn tướng quân chờ không được, phái người đi tìm, này mới phát hiện. Những người đó tất cả đều đã chết, chỉ để lại một cái bị trói gô người sống. Bọn họ đem người nọ cởi bỏ hỏi hắn đến cùng đã xảy ra chuyện gì, thế mới biết nhị lan quân mang đi nhân lọc vào một gia quân mai phục, tất cả đều bị bọn họ giết, nhị lan quân bản thân cũng bị một gia quân mang đi. Tề mảnh giận dữ, một quyền nện ở mấy án thượng ngu xuẩn như vậy rõ ràng cạm bẫy đều nhìn không ra tới sao đã nghĩ lập công lập công lập công cái này nhi tốt lắm đi tiền mất tật mang hắn đứng lên ở trong phòng qua lại đi rồi vài vòng nhi lúc này triệt để khẳng định trân nguyệt công chúa căn bản là không là muốn tấn công bọn họ liên thành mà là đến câu cá câu chính là nhị lan quân này không có đầu óc xuẩn ngư năm ngàn nhân có thể bị một lần tiêu diệt vừa thấy chính là sớm có chuẩn bị đem mọi người giết chỉ chừa một cái người sống lưu lại việc này khẩu cố tình lại bị trói lại đến cho đến khi bọn họ lại phái người đi tìm mới phát hiện này rõ ràng là sợ bọn họ rất sớm biết rằng đuổi theo đem nhị lan quân cứu trở về đến trân nguyệt công chúa thật sự là giỏi tính toán công hồng kia tiểu tử vì sao không ngăn cản hắn nhị lan quân nhìn không ra đến có trá hắn tôn hồng chẳng lẽ cũng nhìn không ra tới sao vì cam đoan liên thành vô thất này nọ hai bên cách không xa thành trì cũng đều đồn trú chu quốc binh mã tôn hồng đóng ở là bọn họ phía đông nhi một tòa thành trì chu phía trước liền tại đây tòa trong thành đợi này hai nơi binh mã đều là vì bảo vệ cho liên thành chỉ cần liên thành không lo bọn họ lại không thể vọng động điều này cũng là vì sao tuy rằng bọn họ đều tự tướng lãnh cũng đều tham công tưởng phải bắt được sở giao nhưng cuối cùng vẫn là không hề động thủ nguyên nhân tiểu binh nghe vậy mày nhăn càng chặt tôn tướng quân trước đó căn bản cũng không biết dị lan quân là tối hôm qua thừa dịp hắn trong lúc ngủ mơ một mình mang binh xuất chinh chờ hắn biết lại nghĩ ngăn cản đã là chậm quá tề mảnh nhíu mày trong lòng thầm mắng một tiếng đây là vì sao hắn không thích vương thất dòng họ đến tiền tuyến nguyên nhân bọn họ nếu là muốn tới kia rõ ràng tựa như ngụy thế tử hoặc là ngụy gia đại lang quân như vậy trực tiếp bản thân lãnh binh nếu như bằng không kia liền rõ ràng đừng tới giống nhị lang quân như vậy bị phong cái không lớn không nhỏ chức quan ở trong quân không có thể tạo được tính quyết định tác dụng nhưng là vừa chỗ nào chỗ nào đều có thể sảm cùng một cước nhất phiền toái tướng quân khi chúng ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ a à, có cứu hay không nhị lan quân? Cứu cái gì cứu? Lấy cái gì cứu? Tề Mảnh tức giận nói. Vì cứu hắn một cái, chẳng lẽ này liên thành binh mã liền đều phải xuất động đi theo ngụy quân đánh bừa sao? Hợp lại được hoàn hảo, hợp lại bất quá chẳng phải là muốn liên tục thành đều bồi đi vào. Hắn nhị lan quân tôn quý, chẳng lẽ chúng ta phía sau dân chúng sẽ không đáng giá sao? Quanh thân vạn khoảnh ruộng tốt liền đều có thể chấp tay tặng người sao? Người nọ nói quanh co nói. Thuộc hạ không là ý tứ này, thuộc hạ là nói chúng ta kế tiếp nên làm cái gì bây giờ a? À? Tề mảnh cũng biết hắn không là ý tứ này, chính là nhất thời tức giận giận chó đánh mèo cho hắn thôi, nghe vậy vẫy vẫy tay. Chờ xem. Chờ. Đúng, chờ. Trân Nguyệt công chúa đã nắm lấy nhị lan quân, kia chắc là muốn hòa chúng ta đàm điều kiện. Chỉ cần có thể đàm, chuyện gì cũng dễ nói. Đến lúc đó có thể đáp ứng bọn họ trước đáp ứng, đáp ứng không được trước hết kéo, chờ quân thượng trả lời thuyết phục. Tóm lại muốn đem chuyện này trách nhiệm đều đẩy ra, nhưng quân thượng biết là nhị lan quân bản thân chạy tới làm tử, bọn họ có thể làm cũng đã làm, chuyện khác liền không có quan hệ gì với bọn họ. Chính là lúc này tề mảnh thế nào đều không nghĩ tới, hôm sau ngụy quốc cũng không có phái tới sứ giả cùng bọn họ trao đổi trao đổi chu điều kiện, mà là trực tiếp hai vạn binh mã tiếp cận. Sao lại thế này? Chẳng lẽ nhị lan quân đã chết? tề mảnh ngực rồi đột nhiên buộc chặt trong đầu toát ra tệ nhất đoán đến truyền lời nhân lắc lắc đầu không nhị lan quân không chết ngay tại bọn họ trước trận đâu cái gì tề mảnh vội đẩy ra người trước mắt bước nhanh trèo lên tường thành chỉ thấy ngoài thành đen ngòm một mảnh binh mã trung đứng sừng sững thất tám thập phần dễ thấy thiết cái giá này đó thiết cái giá thượng phân biệt dùng thiết liên xuyên một người mỗi người dưới chân đều đôi thật dày củi lửa tùy thời có thể châm. Mà trong đó một cái thiết cái giá thượng, đúng là hôm qua bị bắt đi chu nhị lan quân chu. Bọn họ đây là muốn làm cái gì? Tề mảnh đỡ tường đóng hỏi. Người chung quanh lắc lắc đầu, không ai dám dễ dàng trả lời, bởi vì ai cũng không dám nói, xem đối diện bộ dáng tự hồ là muốn thiêu chết nhị lan quân. Tề mảnh cắn chặt hàm răng, đang muốn phái người theo trên tường thành hoạt đi xuống hỏi rõ ràng, đã thấy đối diện trong quân chậm rãi đi ra một bóng người, vô tình đi đến cách hắn nhóm nhất bắn nơi trong vòng khoảng cách. Người này vóc người tinh tế, khí chất nho nhã, mặt như quan ngọc, nhìn qua không giống như là võ tướng, đổ giống cái người đọc sách. Có người ở tề mảnh bên tai nói nhỏ vài câu, nói người này là là tiêu cẩn ngôn, ngụy thế tử bên người thứ nhất phụ tá, phía trước đến chu quốc đưa quốc thư ngụy quốc sứ thần hắn. Tề mảnh nhíu nhíu mày, trong lòng cái loại này dự cảm bất hảo chẳng những không có bởi vì chu còn sống mà biến mất, ngược lại càng đậm. Quả nhiên, lúc hắn nghe được tiêu cẩn ngôn nói ra trao đổi chu điều kiện khi, chỉ biết này dự cảm ứng nghiệm. Ngụy quốc vậy mà làm cho hắn mang binh rời khỏi liên thành, đem liên thành cập phía sau chưa thành chấp tay đưa tiễn. Điều này sao có thể? Thế nào? Tề tướng quân không đáp ứng sao? Tiêu cẩn ngôn hỏi. Tề mảnh nắm chặt hai đấm, hận không thể nhất tên đưa hắn bắn chết. Ta tề mổ thực quân bổng lộc trung quân Việt, tuyệt sẽ không thị đại chu dân chúng tánh mạng vì trò đùa, đem ta đại chu quốc thổ chấp tay nhường cho. Tiêu cẩn ngôn gật gật đầu. Nói như vậy, chu nhị lan quân tánh mạng là có thể coi là trò đùa, có thể tùy ý chúng ta xử trí lâu. Ngươi, tề mảnh là võ tướng, giỏi về mang binh đánh giặc, cũng không giỏi về cùng này đó văn nhân thư sinh giao tiếp, vừa lên đến liền cực khuya. Tiêu Cẩn Ngôn lại nói. Như vậy đi, tề tướng quân mang binh rút lui khỏi sau, chúng ta cam đoan không thương hại liên thành cập kỳ hắn chưa thành dân chúng tánh mạng, tề tướng quân xem được không? Nói xong còn lấy dư thủy quan làm ví dụ, nói bọn họ ngụy quân vào thành sau như thế nào đối xử tử tế dân chúng, chưa bao giờ quấy nhiễu quá dân chúng đợi chút. Nhưng này xếp hợp lý mảnh mà nói lại khác nhau ở chỗ nào? Chẳng lẽ bởi vì bọn họ không thương dân chúng, hắn có thể đem chu quốc quốc thổ chấp tay tặng người, nhảy ranh đừng vội nhiều lời. Tề mảnh cả giận nói. Ta đại chu thành trì khởi là ngươi nói cần liền cần, nói lấy mượn. Các ngươi như thành tâm đến đàm điều kiện, nên phái cái thỏa đáng người đến hảo hảo thương nghị, mà không là như vậy tính khẩu nói bậy, nói chút nói chuyện không đâu lời nói. Tiêu cẩn ngôn suy cười một tiếng, lắc lắc đầu. Tề tướng quân lo lắng dân chúng, chúng ta liền đáp ứng không thương dân chúng đối với chúng ta đáp ứng rồi ngươi vẫn còn là không chịu thoái nhượng nói cái gì thực quân bỗng lộc trung quân việt ta xem tề tướng quân vẫn là cảm thấy chu nhị lan quân tánh mạng không đáng giá này vài tòa thành cảm thấy bản thân đỉnh đầu quan mạo tương đối trọng yếu sợ thành không có ngươi này quan chức cũng không có cho nên mới không chịu đáp ứng của chúng ta điều kiện một khi đã như vậy kia cũng không có gì khả đàm hắn nói xong cũng không quay đầu lại nâng nâng tay phía sau ngụy quân đại doanh nội lập tức có người đem vài cái thiết giá bên trong một cái châm rót dầu hỏa củi gỗ nháy mắt đằng khởi một người cao hỏa diễm đem thiết giá người trên nuốt hết cứ việc này người đã bị độc tâm phát không ra cụ thể thanh âm nhưng này tê tâm liệt phế kêu thảm thiết vẫn là cách thật xa truyền tới làm cho người ta có thể rõ ràng cảm nhận được của hắn thống khổ tiêu cẩn ngôn đứng ở tường thành hạ nói đây là lúc trước quý quốc nhị lan quân phái đi thứ giết chúng ta thế tử thích khách bên trong một cái Hắn cùng với của hắn đồng loại lúc đó ở nước ta Nam Tuyền trên núi thả một phen đại hỏa, suýt nữa thiêu chết chúng ta thế tử cùng thế tử phu nhân. Hôm nay đưa bọn họ mang tới nơi này, gậy ông đập lưng ông, chắc hẳn tề tướng quân hẳn là cũng là không để ý. Nói xong lại nâng tay, phía sau liền lại đằng nổi lên một đoàn hỏa diễm. Chu bị trói ở tối trung gian thiết giá thượng, miên bản bị ngăn chận miệng, lúc này trong miệng bố đoàn bị nhéo hạ, khóc hô nói: cứu ta! Tề tướng quân cứu ta. Tề mạnh mẽ móng tay cơ hồ khu vào thành tường khe hở, cổ thượng gân xanh căng căng rõ ràng. Ngụy quốc này căn bản là không là đến đàm điều kiện. Bọn họ chính là đến châm ngòi. Theo ngay từ đầu, bọn họ không có ý định thả nhị lan quân. Hoặc là nói. Theo ngay từ đầu, Trân Nguyệt công chúa chính là tìm đến nhị lan quân báo thù. Nàng thầm nghĩ giết hắn, về phần lấy hắn đàm điều kiện gì, nàng căn bản không hiếm lạ. Tề mảnh rõ ràng đã nhìn ra đối phương ý đồ, cũng không có thể bắn giết gần ngay trước mắt ngụy sử, bằng không ngụy quốc bên kia nhất định lập tức sẽ châm nhị lan quân dưới chân củi lửa. Đến lúc đó chuyện này liền tính không có quan hệ gì với hắn, cũng trở nên có quan hệ. Truyền ra đi tất cả mọi người hội cho rằng là hắn hại chết nhị lan quân. Mắt thấy vài cái thiết giá cũng đã bị điểm nhiên, cầm cây đuốc nhân chạy tới chu bên người, tề mảnh trên người hãn ra một tầng lại một tầng, cơ hồ đem sim y ướt nhẹp đợi chút. Đợi chút. Hắn vội vàng ra tiếng ngăn trở. Tiêu cẩn ngôn nâng tay, ý bảo xa xa nhân dừng lại. Dơ cây đuốc nhân thu được mệnh lệnh, đem đã muốn vương cây đuốc thu trở về. Thế nào? Tề tướng quân nghĩ thông suốt, quyết định đáp ứng yêu cầu của chúng ta. Tiêu cẩn ngôn hỏi. Tề mảnh làm sao có thể đáp ứng, nhưng cũng không dám lại nói thẳng ra cự tuyệt lời nói, chỉ phải nắm tay nói. Làm phiền tiêu đại nhân trở về hỏi một câu thế tử cùng công chúa, có thể không đổi cá biệt điều kiện. Chỉ cần không phải làm cho ta giao ra liên thành, còn lại đều hảo thương lượng. Tiêu cẩn ngôn tự hồ nghiêm cẩn nghĩ nghĩ, sau đó về tới phía sau nhường một cái không chớp mắt tiểu tướng đi truyền lời. Tiểu tướng đi không bao lâu sẽ trở lại, ở tiêu cẩn ngôn bên tai nói nhỏ vài câu. Tiêu Cẩn Ngôn gật gật đầu, lại bước ra trong trận, lần này lại không đi đến tường thành hạ, mà là cách thật xa bắt tay Long ở bên miệng, xa xa hô. Chúng ta công chúa nói, có thể đổi cá biệt điều kiện. Thanh âm truyền đến trên tường thành, tề mảnh bên người nhân đều là vui vẻ. Ai biết ngay sau đó lại truyền đến một câu. Chỉ cần tề tướng quân tự vận cho tường thành phía trên, đại chu nhị lan quân chịu quá, nàng liền phóng chu nhị lan quân trở về. Cái gì? Tề mảnh đưa tay che ngực, hầu trung một trận tinh ngọt, suýt nửa nôn ra một búng máu. Tưởng cứu chu sao? Khi dùng chính ngươi mệnh đến thay xong. Không đổi. Khi xem ra chu ở trong lòng ngươi cũng không nhiều trọng yếu, tối thiểu không có chính ngươi tánh mạng trọng yếu. Ngươi không là thực quân bổng lộc trung quân Việt sao? Bảo hộ con trai của chu vương cũng nên là ngươi trách nhiệm đi. Thế nào ngươi cầm chu vương bổng lộc, lại không bỏ được dùng bản thân mệnh tới cứu con trai của Chu Vương mệnh. Cho nên nói, vẫn là cảm thấy bản thân quan trọng hơn một ít đi. Này tin tức như truyền đến Chu Vương trong tai, không biết hắn sẽ nghĩ sao a. À? Tề mảnh tướng nảy lên cổ họng máu tươi sinh sôi đè ép đi xuống, đưa tay bạc ra bản thân bên hông bội đao. Trân Nguyệt Ngươi ngoan Hắn đưa tay dục ngẩng cổ tự vận, bị bên người thân tính ngăn lại, nức nở nói. Tướng quân, không thể a à. này rõ ràng chính là ngụy quốc ly gián kế tề mảnh tránh ra tay hắn trầm giọng nói này cục phi ta chết không thể phá ngươi chờ không cần ngăn trở chỉ cần đối đãi sau khi bảo vệ cho liên thành đem hôm nay việc kỹ càng báo cùng quân thượng liền khả tướng quân lại có nhân khóc quỳ xuống khi trân nguyệt công chúa nhất giới nữ lưu không có khả năng thân phó trong quân này định là nàng sớm an bày xong tướng quân ngươi liền tính tự vận bọn họ cũng không thấy sẽ phóng nhị lan quân trở về a à? đúng vậy tướng quân thiết không thể trúng ngụy nhân gian kế a à? tề mảnh đỏ hốc mắt nắm chui đao thủ lại chậm chạp không có buông mặc dù biết là gian kế lại như thế nào trừ này đó ra quả thật vô pháp khả giải a à? bên này ngăn trở do dự công phu bên kia ngụy quân tự hồ đã chờ không kịp tiêu cẩn ngôn lại cách không hô ta đếm tới ba, tề tướng quân lại không tự vận, chúng ta thật liền muốn đốt lửa. Tề mảnh vừa thấy, mạnh lại tránh ra mọi người. Đừng vội ngăn đón ta. Ta đây liền. Tam. Nói còn chưa dứt lời, chợt nghe xa xa rồi đột nhiên truyền đến như vậy một tiếng. Sao còn không đãi mọi người phản ứng, chu dưới chân xài đống liền bị nháy mắt châm, nam tử kêu thảm thiết cơ hồ ở tam tự vừa liền truyền đến tường thành. Tề mảnh rốt cuộc nhịn không được, một nguồn máu tươi phun tới, chiến thân mình chỉ vào đối diện nhân đạo. Giang trá ngụy cẩu. Ta tề mảnh cùng ngươi chờ thế bất lưỡng lập. Tác giả có chuyện muốn nói. Tiểu kịch trường. Trần Cương cúi đầu sổ vàng lá. Ta liền thích chu nhị lan quân như vậy, ngàn dặm tặng người đầu, lễ kinh tình ý trọng. Thứ ba triệt tay áo. Ta mệnh đều không có, còn kinh. Đạo diễn dơ lên loa đã lĩnh cặp lồng đựng cơm diễn viên chạy nhanh cách tràn, đừng chậm trễ lần tiếp theo diễn. Thứ ba, chương 92, cướp đoạt. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chu quốc binh tướng nhóm ở trên tường thành trơ mắt xem chu bị chôn sống thiêu chết, khi tê tâm liệt phế kêu thảm thiết theo lúc ban đầu thê lương thứ thấu màn tai, đến cuối cùng dần dần suy yếu tới không tiếng động, làm cho bọn họ tâm cũng đi theo chìm đến đáy cốc. Tưởng cứu sao? đương nhiên tưởng. Nhưng là hỏa đã thiêu cháy, liền tính bọn họ lao ra đi cứu người, cũng đã không còn kịp rồi. Húng chi ngụy quân còn chưa lui, thành cửa vừa mở ra, vạn nhất bị bọn họ xông tới làm sao bây giờ. Vì mang về nhất cổ thi thể, liền muốn trí liên thành an nguy cho không để ý sao. Bọn họ giờ phút này ký cáo giận ngụy quân gian trá, vừa giận hận chu ngu xuẩn. Nếu không phải hắn tham công liều lĩnh, lại khởi sẽ phát sinh như bây giờ chuyện. Này một phen hỏa dưới, hắn chu nhưng là vừa chết chi, khả bọn họ này đó liên thành tướng lãnh đâu. Trấn thủ nơi này mấy năm chưa bao giờ ra quá sai lầm tề tướng quân đâu. Lại đem nhận đến thế nào liên lụy. Mọi người thấy xa xa hỏa đoàn đỏ đậm mắt, phản phất này hỏa không phải từ thiết giá thượng nhiên lên, mà là theo trong mắt bọn họ nhiên lên. Tề mảnh một tay chống lỗ châu mai, một tay xoa xoa khóe miệng vết máu, đối bên người quan tướng nói. Hôm nay việc cùng ngươi chờ không quan hệ, ngày sau nếu có chút nhân hỏi, đã nói là ta tề mảnh rất sợ chết, không cần dùng bản thân tánh mạng đổi hồi nhị lan quân. Các ngươi thân là của ta thuộc hạ, không thể dĩ hạ phạm thượng mưu hại thượng quan, quân thượng tự nhiên cũng sẽ không thể vô cớ giận chó đánh mèo cho các ngươi, các ngươi chỉ cần trước sau như một hảo hảo thủ vệ liên thành đó là. Tướng quân Bên cạnh quan tướng trong mắt dân lên lệ quang, muốn nói điều gì, lại bị hắn nâng tay đánh gãy. Việc đã đến nước này, không cần nhiều lời. Ta tề mảnh là vô luận như thế nào cũng vô pháp theo chuyện này trung trừ khai thân, cùng với đại gia tất cả đều bởi vậy mà nhận đến liên lụy, không bằng đem chịu tội đều đổ lên trên đầu ta. Này liên thành thiếu ta một cái không có quá nhiều ngại, nhưng như cao thấp quan tướng đều lọc vào gián chức, chỉ sợ muốn sinh biến. Các ngươi cũng không cần lề mề lại đến khuyên ta, Hiện tại việc cấp bách là cho Tôn Hồng truyền đi tin tức, làm cho hắn chạy nhanh dẫn người rút lui khỏi Đông Thành. Hiện thời Đông Thành bên kia hơn phân nửa binh lực đều bị nhị lan quân chôn vùi, sở dư không đến 2.000 người. ngụy quân Bắc không được liên thành, ác phải hội đánh Đông Thành chủ ý. Đến lúc đó Đông Thành về điểm này nhi nhân mã là khẳng định thủ không được. Đông Thành nói là cái thành, kỳ thực chính là cái trú binh bảo trại, không có gì dân chúng, quan trọng nhất chính là bên trong binh mã còn lại đều không cần nhanh. Quan tướng gật gật đầu, xoa xoa khóe mắt lệ đang muốn làm cho người ta đi truyền tin, chỉ thấy nhất lính liên lạc ngay cả chạy mang đi theo tường thành hạ chạy đi lên. Tướng quân. Không. Không tốt. Ngụy Thế Tử dẫn 5000 binh mã tập kích bất ngờ Đông Thành, Đông Thành binh lực không đủ, trấn thủ không được, hiện thời đã bị công phá. Cái gì? Tề Mảnh Mạnh quay đầu đi nhìn về phía ngoài thành Ngụy Quân chỉ thấy trong trận thống soái mặt ngụy thế tử đặc chế áo giáp mang theo của hắn hồng anh mũ giáp dáng người thẳng đứng cưỡi ở trên lưng ngựa hắn rõ ràng tọa trấn trong quân lại làm sao có thể xuất hiện tại đông thành tề mảnh thân mình tiền khuynh hơn một nửa cái thân mình lướt qua tường thành cẩn thận nhận trong quân bóng người này mới phát hiện người nọ tuy rằng chợt nhìn qua cùng ngụy thế tử giống hệt nhau nhưng là thân hình lại rõ ràng nhỏ một vòng nhi đây là Trân Nguyệt công chúa. Vậy mà thật là nàng. Hảo. Hảo một đôi nhi vợ chồng. Thật sự là trăm nghe không bằng một thấy. Phốc. Tề mảnh lại là một búng máu phun tới, hai mắt nhất hắt, thân mình nhán lên một cái, choáng ván ngã xuống trên tường thành. Đợi hắn lại tỉnh lại khi, đã là chạng vạn. Bên người hầu hạ nhân vội muốn hầu hạ hắn uống dược, lại bị hắn đẩy ra. Đông thành thế nào? Tôn Hồng đâu? Hắn. Tướng quân yên tâm. Người nọ vội vàng nói. Ngài té xỉu sau, Tống Tiểu đưa bọn họ lại kém người đi hỏi thăm, nói là Tôn Tướng quân phát hiện ngụy quân đột kích, biết bản thân đánh bừa bất quá, vì bảo trụ cận dư binh mã, đã trước tiên rút lui khỏi. Chính là ngụy quân truy thật chặt, bọn họ chỉ sợ trốn không đến chúng ta nơi này liền muốn bị bắt, cho nên liền hướng phía Đông Nhi trong rừng rậm đi. Tề Mảnh nghe vậy nhẹ nhàng thở ra. Tôn Hồng ở trong này cũng đồn trú mấy năm, đối chung quanh hoàn cảnh thật là hiểu biết, nếu là trốn vào trong rừng, phải là có thể an toàn rút lui khỏi mới là. Hạ nhân lại khuyên hắn đem dược uống lên, hắn thế này mới tiếp nhận chén thuốc, mấy khẩu uống hoàng sau cũng không thẳng lại nghỉ ngơi, lúc này liền lại triệu tập mọi người, thương nghị đoạt lại Chu thi thể sự tình. Tuy rằng Chu đã chết, nhưng hắn chính là Chu vương con trai trưởng, của hắn thi thể hay là muốn nghĩ biện pháp mang về đến, cũng không thể cứ như vậy tùy ý ngụy quân lượng ở thiết giá thượng. Nhưng là ngụy quân tuy rằng lui về sau một ít, nhưng lui cũng không xa, chúng ta đến đoạt đoạt thi thể lời nói, bọn họ chắc chắn ùa lên, đến lúc đó nếu là đánh bừa. Chỉ sợ chúng ta tổn thất khá lớn. Đúng vậy, ta xem bọn hắn chính là cố ý đem thi thể lượng ở đàn kia, sẽ chờ chúng ta đến đoạt, chung quanh nói không chừng còn có khác mai phục bọn họ lúc trước luôn luôn không có chủ động xuất binh, vì bảo vệ cho liên thành, không cho ngụy quân khả thừa dịp chi cơ. Hiện tại như vì nhất cổ thi thể không cẩn thận làm cho người ta chui chỗ trống, kia phi khí học máu không thể. Lại nhắc đến, tề tướng quân đã bị tức ói ra hai lần huyết. Có người đem tầm mắt chuyển hướng tề mảnh. Tề mảnh không có chú ý tới này đó, chính là cảm thấy vì cướp đoạt nhất cổ thi thể liền ra khỏi thành cùng ngụy quân chém giết không có lời đến lúc đó liền tính đem thi thể cướp về, cũng muốn bồi thêm chính hắn không ít binh mã. Cẩn thận cân nhắc một phen sau, tề mảnh quyết định vào đêm bước nhỏ phái một đội binh mã đi xem xem hư thực. Vì thế, đêm đó một đội từ hai mươi mấy cái chu binh tạo thành đội ngũ lặng lẽ theo liên thành tây sườn thành nhỏ môn tha đi ra ngoài, hướng bị bóng đêm bao phủ thiết giá tới gần. Này đội nhân mã dự kiến bên trong không có thể trở về, toàn bộ bị giấu ở chỗ tối ngụy quân bắn chết. Tề mảnh sắc mặt âm trầm, trước sau lại phái ra mấy bác nhân tưởng đoạt lại chu thi thể, nhưng cũng chưa có thể thành công. Như thế như vậy ba ngày đi qua, hắn đã chiếc 200 hơn tướng sĩ đi vào, lại ngay cả chu thi thể biên cũng chưa có thể đụng đến. Đáng chết ngụy cẩu. Tề mảnh mạnh một quyền nện ở trên bàn. Cạm bẫy, lại là cạm bẫy. Lại là loại này làm cho người ta liếc mắt một cái có thể nhìn ra cạm bẫy. Nhưng là biết rõ là cạm bẫy, bọn họ lại còn không thể không tới nhảy vào. Chẳng lẽ thật sự chỉ có thể lao ra đi cứng rắn đoạt sao? Tề mảnh phiền muộn không thôi, lúc này bên ngoài truyền đến tin tức, nói là Ngụy Thế Tử dẫn người trở lại trước trận, cùng Trân Nguyệt công chúa hội họp. Nga! Tề mảnh nhíu mày, đuổi vội hỏi. Khi tôn hồng đâu? Bị bọn họ bắt đến sao? Không có, Ngụy Thế Tử nhân phong trần mệt mỏi tơi tả mà về, rất là uể oải. Tôn tướng quân bên kia tuy rằng không có truyền quay lại tin tức, nhưng ta môn phái đi ra ngoài thám báo cũng cũng không có ở trong rừng nhìn đến hai quân giao chiến dấu vết, có thể thấy được tôn tướng quân sớm đã dẫn người chạy xa, vì thế tử căn bản là không tìm được hắn. Tề mảnh thật sâu nhẹ nhàng thở ra, mày cũng bởi vì này nhiều ngày đến khó được tin tức tốt thoáng giãn ra. Nhị Lan quân chết trận tin tức đã truyền trở lại kinh thành, nghĩ đến hắn này nan từ này cửu tướng quân cũng ở trong này đãi không được bao lâu chỉ hy vọng ở quân thượng phái người đến thay hắn phía trước, hắn có thể bảo vệ cho liên thành vô thất. Về phần khác, hắn đã quản không xong. Tề mảnh nhéo nhéo mi tâm, đứng dậy phủ thêm áo choàng tự mình tuần thành đi. Mà ngoài thành ngụy quân đại doanh trung, ngụy kỳ chính lôi kéo sở giao thủ đem nàng đổi tới đổi lui từ đầu đến chân nhìn một lần, xác định nàng thật sự không có bị thương sau mới đem nàng ủng tiếng trong dạ. Không cho ngươi đến ngươi càng muốn đến, trên chiến trường có cái gì hảo, vạn nhất gặp được nguy hiểm làm sao bây giờ. Hắn mấy ngày nay không có trở về, tuy rằng biết sở giao nơi này không có việc gì, nhưng vẫn là lo lắng đề phòng, cho đến khi tận mắt đến mới phóng tâm. Sở giao cười cười. Muốn thử xem mang binh đánh giặc đến cùng là cái gì cảm giác, vì sao người trong thiên hạ tổng nói này là nam nhân chuyện, nữ nhân làm không đến. Ngụy Kỳ bật cười. Khi hiện tại đâu? cảm giác như thế nào? Không bằng hà, chỉ cảm thấy nam nhân có thể làm chuyện ta cũng giống nhau có thể làm, các ngươi nam nhân như thế xem nhẹ nữ nhân, thực tại không phải hẳn là. Nói bừa, Ngụy kỳ cọ cọ của nàng chấp mũi nhi, khẽ hôn của nàng cánh môi, ta khả chưa từng có xem nhẹ quá triền miên. Sở giao câu môi cười yếu ớt. Khi thuyết minh ngươi ánh mắt hảo. Ngụy kỳ cười ha ha, còn tưởng đi hôn nàng, lại bị nàng đẩy ra ngươi bên kia chuyện làm được thế nào tất cả đều an bày xong triền miên yên tâm sở giao gật đầu vẫn còn là không nhường hắn hôn trên người một dòng thổ vị nhân nhanh đi gột rửa ngụy kỳ vô pháp chỉ phải làm cho người ta đánh thủy tiến vào tắm rửa thay quần áo sau mới một lần nữa đem nàng ôm vào trong lòng đặt ở tất đầu trước ngươi không là thích ta kia thân khôi giáp sao thế nào không mặc hắn vỗ về sở dao mềm mại vạt áo nói. Đẹp mắt là đẹp mắt, nhưng là rất trầm. Sở dao biểu môi. Hơn nữa không hợp thân, kia mũ giáp mang ở trên đầu thẳng lắc lư, ta chịu không nổi. Nàng một mặt ghét bỏ, mặt một hồi không bao giờ nữa tưởng mặt hồi hai bộ dáng. Ngụy kỳ cười khẽ, bàn tay to theo nàng vạt áo dò xét đi vào. Ngày khác làm cho người ta làm cho ngươi một bộ vừa người. Sở giao ừ một tiếng, đè lại hắn tác loạn thủ. Còn không được. Ta biết, Ngụy Kỳ thì thào, ta liền sờ sờ, không làm khác. Ngoài miệng nói như vậy, cuối cùng đến cùng là cởi bỏ của nàng vạt áo lại thân lại cắn dằn co sau một lúc lâu. Chính là nghĩ đến lần trước hơi kém bị nàng niết đoạn sự tình, không dám nữa làm cho nàng động thủ hỗ trợ, bản thân liền thân thể của nàng tử thư giải một hồi. Sở giao làn da rất trắng, bị làm thượng dấu tổng yếu quá vài ngày mới tán cố tình ngụy kỳ giống như thật thích ở trên người nàng làm chút dấu, lần trước bị hắn hôn môi ra dấu vết mới vừa tiêu tán, hôm nay liền lại in lại một đống. Ngụy kỳ xem bản thân làm ra đến dấu vết, cười đem mặt dán lên đi không đồng ý rời đi. Sở giao tức giận đẩy hắn một phen, cúi đầu nhìn nhìn bị hắn cọ bẩn sim y, thở dài đi một lần nữa thay đổi thân sạch sẽ. Trước kia thế nào không nhìn ra hắn như vậy niêm nhân, vừa thấy mặt liền dán tại trên người nàng không buông tay. Tác giả có chuyện muốn nói. Tiểu kịch trường. Đạo diễn. Lần tiếp theo diễn muốn bắt đầu, diễn viên đâu? Tề tướng quân đâu? Chạy đi đâu? Tề mảnh. Chờ. Đợi chút. Dung ta trước thua điểm nhi huyết. Chương 93. Nhận ra. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com. Liên tiếp tổn thất 200 hơn người sau, tề mảnh không lại dễ dàng phái người đến đoạt đoạt chu thi thể. Hứa là bởi vì bọn họ liên tiếp mấy ngày không hề động tĩnh, ngụy quân gặp dẫn không đến nhân, liền lại lui về sau một đoạn khoảng cách. Tề mảnh cắn răng phái người lại đi nếm thử, vẫn còn là không được. Ngụy quân tuy rằng lại lui về phía sau một ít, nhưng là rất nhanh sẽ có thể xông lên, hắn phái ra đi nhân mã như cũ phải đi một cái chết một cái. Tuy rằng ngày đông trời giá rét, không cần lo lắng chu thi thể ở bên ngoài bại lộ lâu lắm hư. Nhưng là quốc chủ con trai trưởng thi cốt liền như vậy bị trói ở quân địch trận doanh phía trước, đối bọn họ mà nói cũng một loại sỉ nhục. Tề mảnh bên này cấp sức đầu mẻ tráng, buổi tối ngay cả thấy đều ngủ không tốt. Đêm nay thật vất vả nhắm mắt lại nghĩ một lát nhi, lại bị nhân đánh thức, nói là ngoài thành ngụy quân cùng người đánh lên. Đánh lên. Với ai? Tề mảnh biên hỏi biên phi y rời giường hạ nhân lắc đầu. Không biết, quá tối, cách lại xa, thấy không rõ, bất quá động tĩnh không nhỏ. Đối phương hình như là đột nhiên toát ra đến, ngụy quân cũng không ngờ tới, bị đánh cái trở tay không kịp. Bằng không hắn cũng sẽ không thể giờ phút này đem tướng quân đánh thức. Tề mảnh mặt được sim y cầm lấy bội đao đi ra ngoài, không đợi đi đến cửa thành tiền chợt nghe nhân vội vã báo lại. Tướng quân Là tôn tướng quân công tướng quân thừa dịp bóng đêm dẫn dắt trong tay hắn còn thừa binh mã đến đoạt đoạt nhị lan quân thi thể cái gì tề mãnh kinh hải, ba bước cũng làm hai bước đi lên tường thành chỉ thấy xa xa một mảnh đông nghìn nghiệp bóng người giằng co ở cùng nhau đánh cho thập phần kịch liệt ngụy quân tự hồ thật là không phản ứng đi lại thiết giá thượng thi thể vậy mà bị người đoạt xuống dưới cướp đến thi thể nhân chút không ham chiến xoay người bỏ chạy Bên người mấy trăm nhân hộ vệ bọn họ, có khác ngàn hơn người tả hữu kéo theo Ngụy Quân bước chân. Những người này có thể là biết bản thân trở về không được, đánh bạc tánh mạng cùng Ngụy Quân truyền đấu ở cùng nhau, trong lúc nhất thời nhưng lại thật sự chặn truy kích Ngụy Quân. Nhưng đối mặt theo trong đại doanh lao tới càng ngày càng nhiều Ngụy Quân, bọn họ chiến bại là chuyện sớm hay muộn. Tướng quân. Tôn tướng quân nhanh đến dưới thành. Mau mở cửa thành a có người thúc giục nói. Tề mảnh trong lòng chấn động kinh hoàng, tưởng mở cửa thành lại sợ có trá, hiếp mắt xem trong bóng đêm càng ngày càng gần nhân. Nhị Lan Quân là từ Tôn Hồng trong tay chạy đi, tuy rằng là chính bản thân hắn tự tiện xuất binh, nhưng Tôn Hồng cũng không thể thiếu gánh vác chịu tội. Hắn tưởng lập công chuộc tội, mang về Nhị Lan Quân thi thể đổ vẫn có thể xem là một cái không sai lựa chọn. Nhưng là... Vẫn là thấy rõ ràng hảo, vạn nhất có trá đâu khi Trân Nguyệt công chúa giảo hoạt thật, cũng không thể lại bị nàng lừa. Tề mảnh cẩn thận nhận người tới, mặc cho bên người quan tướng như thế nào thúc giục cũng không có vội vã đánh mở cửa thành. Khi mấy trăm người càng chạy càng gần, mắt thấy nhanh đến dưới thành cửa thành còn chưa có mở ra, một cái chạy ở bên trong máu me đầy mặt nhân cấp đối trên tường thành hô to. Mở cửa thành. Mau mở cửa thành. Tôn hồng. Thật là tôn hồng. Mở cửa thành. Tề mảnh cao giọng hô. Tường thành hạ nhân tuân lệnh, mang tương thành cửa mở ra, mấy trăm binh mã cứ như vậy bay nhanh tiến vào. Đợi bọn hắn lập tức liền muốn toàn bộ vào thành sau, tề mảnh lại đối với tường thành hạ nhân đại kêu. Tốc đem cửa thành đóng cửa. Thủ thành quan binh đồng ý, đưa tay đang muốn thôi động cửa thành, đã thấy trước mắt ánh đao chợt lóe, ngay sau đó liền thân thủ dị chỗ, thân mình nhất quay ngã trên mặt đất. Tề mảnh chính xoay người hướng tường thành hạ đi, vừa bán ra vài bước lại nghe phía dưới truyền đến một trận kinh hô, ngay sau đó một chi hỏa tiễn liền theo cổng tò vò trung bắn đi ra ngoài, cắt qua đông đêm bầu trời. Sao lại thế này? Trong lòng hắn mạnh mẽ trầm xuống, còn không đãi làm ra phản ứng, nguyên bản ở xa xa đánh thành một đoàn hai bác nhân sẽ cùng khi quay đầu ngựa lại hướng liên thành chạy tới. Mà bọn họ vừa mới nương cho nhau truyền đấu truy kích chi thế, đã bất tri bất giác hướng nơi này đến gần rồi rất nhiều mắt thấy dùng không được bao lâu là có thể vọt tới cửa thành hạ trúng kế vẫn là trúng kế cái gì ngụy thế tử ở rừng rậm trung khổ tìm ba ngày tìm không thấy nhân tơi tả mà về tôn hồng theo ngay từ đầu ở đông thành đã bị nắm lấy thành phá thời điểm hắn căn bản là chưa kịp đào tẩu đông thành sở hữu binh mã lúc đó đã bị ngụy quốc nắm trong tay bọn họ phái đi thám báo sở dĩ ở trong rừng không có phát hiện đánh nhau dấu vết, là vì Tôn Hồng căn bản là không dẫn người trốn đi vào. Làm bộ như chu quân trốn vào đi căn bản chính là ngụy quốc nhân. Tề mảnh lão đảo hướng tường thành hạ chạy tới, gặp bản thân binh mã đã cùng hướng vào ngụy quân chém giết ở cùng nhau. Này đó ngụy quân mặc bọn họ chu quân quần áo, ngay cả trên người thắt lưng bài xứng sức đều giống nhau như đúc, hiển nhiên là từ đông thành này binh mã trên người bái xuống dưới gian trá ngụy cẩu phản tặc tôn hồng tề mảnh khóe mắt vung binh khí xung phong liều chết đi qua một đường đao thương huyết vũ hắn lại như không có gì mặc cho đao kiếm chém vào trên người bản thân cũng không lùi bước chính là không ngừng về phía trước về phía trước mục tiêu minh sát thẳng đến cửa thành phương hướng cửa thành chỗ một bóng người đang cúi đầu cầm trong tay thiết côn tạp vào thành môn trong khe hở phòng ngừa cửa thành lại bị chu binh quan thượng mặt sau ngụy quân vào không được. Hắn chính chuyên tâm lắc qua lắc lại, đầu vai bỗng nhiên bị người đại lực vỗ, theo bản năng quay đầu lại đi. Phản tặc tôn hồng. Để mạng lại. Tề mảnh hô to một tiếng, trong tay binh khí đang muốn rơi xuống, lại hoặc như là nhìn thấy gì bất khả tư nghị sự tình, huy đao thủ chợt dừng lại. Ngươi. Không là. Trước mắt người tuy rằng nhìn qua cùng tôn hồng giống nhau đến mấy phần, nhưng cách gần cẩn thận nhận, cũng không nan nhận ra này căn bản là không là tôn hồng. Xong rồi. Bị phát hiện. Trần Cương quýnh lên, rút ra bên hông chủy thủ lung tung liền huy đi qua. Tề mảnh mặc áo giáp, trên người đương nhiên sẽ không bị hắn hoa đến. Nhưng này lung tung chém ra một đao, lại công bằng trúng của hắn cổ, máu tươi nhất thời phun dũng mà ra, bắn tung tóe Trần Cương một mặt. Tề mảnh chỉ cảm thấy cổ chợt lạnh, ngay sau đó bản thân toàn thân máu như là rồi đột nhiên tìm được xuất khẩu, theo chỗ này không ngừng mà phun trào ra đi. Hắn cử đao tay rung lên, ngay sau đó lại gắt gao bưng kính bản thân cổ, dám nhịn đau đem lưỡi dao huy đi ra ngoài. Trần Cương sợ tới mức sắc mặt trắng bệt, xoay người kham kham tránh thoát, té hướng cửa thành ngoại chạy tới. Tề mảnh lại dẫn theo đao từng bước một theo sau lưng hắn, phản phất nhìn không tới trước mắt sắp hướng vào ngụy quân, trong mắt chỉ còn lại Trần Cương một người. Người này Không thể lưu Tuyệt đối Không thể Lưu Trần Cương đi sau khi rời khỏi đây kề sát tới thành trên vách tường thăm dò trở về nhìn thoáng qua, thấy hắn vậy mà còn đứng một tấc tất ra bên ngoài chuyển, sợ tới mức trợn mắt há hốc mồm. Ta ngày! Này cũng không tử! Giọng nói lạc, Ngụy quân tiến vó ngựa đã đến bên tai. Hắn bay nhanh hướng bên cạnh trốn đi, miễn cho bản thân bị đụng vào, mà tường trong động tề mảnh tắt dây lát bị ngựa đánh bay, bị vô số vó ngựa thải cho dưới chân. Một thế hệ anh hào, như vậy chết thảm cho vó ngựa dưới, thi cốt vô tồn. Liên thành bị phá, trong thành binh mã chết quá bán, còn lại bị bắt. Ngụy Kỳ cùng sở giao vào thành sau, ngồi ở một lần nữa bố trí quá công sở trung, hỏi mọi người. Chu quốc tề tướng quân ở đâu? Xúc chiến tiền bọn họ đặc biệt dặn dò, nếu là có thể lưu lại người này tánh mạng, liền tận lực lưu hắn một mạng. Người này xác thực nãy vừa mới, nếu có thể thu vì mình dùng, cũng là cái không sai lựa chọn. Liền tính hắn không muốn thần phục, tả hữu ra chu chuyện, chu vương cũng không có khả năng lại trọng dụng hắn, phóng hắn giải giáp quy điền cũng khó không thể, còn có thể lấy này hướng mọi người chương hiển bọn họ ngụy quốc trọng lượng cùng với tích tài. Kết quả ngụy kỳ hỏi qua sau, mọi người ngươi xem ta ta xem ngươi, nhưng lại không có một nói ra tề mạnh mẽ rơi xuống chẳng lẽ làm cho hắn chạy có người khẩn trương hỏi không có khả năng sở giao nói người này trung quân ái quốc tuyệt sẽ không ném bản thân tướng sĩ lâm trận bỏ chạy cho dù chết hắn cũng sẽ cùng liên thành các tướng sĩ chết cùng một chỗ ngụy kỳ gật gật đầu xua tay phân phó đi xuống lại ra mọi người tán đi lại bắt đầu hướng đều tự thủ hạ hỏi tề mạnh mẽ rơi xuống, liền ngay cả chu quốc bên kia mọi người hỏi, nhưng là như cũ không ai biết tề mạnh đi nơi nào. Sở giao không hiểu là lúc, bên ngoài có người báo lại, nói là Trần Cương cầu kiến. Hắn tới làm cái gì? Đang chuẩn bị khuyên sở giao đi nghỉ ngơi một lát ngụy kỳ nhíu nhíu mày. Sở giao lắc đầu. Không biết, có thể là đến đòi vàng lá đi. Trần Cương thuở nhỏ gặp chứa nhiều khúc chiếc, sau này vì cung cấp nuôi dưỡng bản thân đệ đệ làm cho hắn có thể trải qua ngày lành không cần lại làm đào kép liền dưỡng thành yêu tài như mạng tính tình mặc dù hiện thời lấy sở giao phía trước cho hắn này tài vật đã đủ hắn cùng trần an cả đời áo cơm không lo khả hắn vẫn là thích tích góp tiền dùng lời nói của hắn nói ai còn hội ngại tiền nhiều sao sở giao không sợ hắn ái tài chỉ hắn có gì mà sợ cũng không yêu cho nên tuy rằng cảm thấy cũng có chút phiền chán, nhưng vẫn là làm cho người ta đem hắn mang theo tiến vào. Trần Cương tiến vào sau, nhưng không có trực tiếp mở miệng tác muốn vàng lá, mà là long tay áo ấp úng nói: Công chúa, các ngươi ở tìm cái kia tề tướng quân, có phải không phải? Có phải không phải vóc người cao như vậy, quốc tự mặt, mũi to, cái trán bên trái nhi có cùng nơi đầu ngón tay lớn nhỏ hắc chí, cứ việc chỉ vội vàng gặp qua một mặt nhưng Trần Cương thuở nhỏ học tập khẩu kỹ tập dịch dung thuật, biện vật nghe thanh đã thành của hắn bản năng, cho nên hắn vẫn là có thể rất rõ ràng nói ra bản thân ở tường thành gặp được người kia diện mạo. Sở giao nhíu mày, nhìn về phía Ngụy Kỳ, Ngụy Kỳ đối nàng gật gật đầu. Nàng thế này mới lại nhìn về phía Trần Cương. Ngươi làm sao mà biết? Trần Cương bả vai nhất suy sụp, khóc không ra nước mắt. Ta! Ta không cẩn thận, bắt hắn cho giết ngươi. Sở giao theo bản năng hỏi lại. Không là nàng không tin, thật sự là Trần Cương tuy rằng không có một phen khí lực, nhưng nửa phần võ nghệ sẽ không. Nói hắn giết nhung mã cả đời tề mảnh, đổi làm ai cũng không dám tin tưởng. Trần Cương vẻ mặt đau khổ nói. Hắn. Hắn nhận ra ta, ta nhất sốt ruột, liền. Liền cho hắn một đao. Hắn đem bản thân ở cửa thành tiền gặp được tề mảnh, cùng với thế nào giết chuyện của hắn nói một lần, Ngụy Kỳ cùng sở giao thế mới biết, nguyên lai bọn họ sở dĩ không tìm được tề mảnh, là vì tề mảnh đã chết, hơn nữa chết không toàn thay. Cửa thành là từng cái ngụy quốc binh mã đều sẽ trải qua địa phương, đổ ở nơi đó bị hơn hai vạn binh mã dẫm đạp mà qua, thi cốt tất nhiên đã huyết nhục mơ hồ, thành một bãi bùn nhão, ngay cả trên người quần áo cùng khôi giáp phỏng chừng đều nhận không đi ra, cũng khó trách bọn hắn lần tìm không được. Dù sao chẳng ai nghĩ tới hắn sẽ chết như thế thảm thiết, càng sẽ không đi chỗ đó đôi phân không ra tứ chi đầu thi thể trung đi tìm hắn. Sở Giao trầm mặt sau một lúc lâu, không biết nên nói cái gì cho phải. Trần Cương không yên bất an nói: "Ta, ta có phải không phải giết không nên giết người?" Sở Giao lắc lắc đầu. "Không có gì có nên hay không, hắn nhận ra ngươi, các ngươi trong lúc đó ắt phải chỉ có thể sống một cái." một khi đã như vậy như vậy được làm vua thua làm giặc không có gì hay để nói trần cương nghe vậy thật sâu nhẹ nhàng thở ra vỗ ngực hỏi kia của ta vàng lá sở giao không nói gì nhưng thanh thanh đem chuẩn bị tốt vàng lá đưa cho hắn trần cương tiếp nhận vàng lá tràn ngập phấn khởi đi rồi kia còn có nửa phần phía trước không yên bất an không ngờ như thế phía trước lo lắng tất cả đều là vì sợ lấy không được tiền sở giao xem hắn rời đi bóng lưng, nghĩ đến tề tướng quân thảm trạng, trong lúc nhất thời lại có chút dở khóc dở cười. Tề mảnh, Chu quốc vẫn làm kiêu ngạo nhất viên đại tướng, vậy mà. Liền như vậy đã chết. Chết ở không hề võ nghệ, làm cả đời đào kép trần cương trong tay. Chính hắn như dưới suối vàng có biết, chỉ sợ hội chết không nhắm mắt đi. Chương 94 Lục Mạo Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com ngụy kỳ gặp sở giao có chút thất thần đưa tay nắm ở vai nàng đừng nghĩ nhiều nhân chắc hữu mệnh hắn chết ở tại trần cương trong tay có lẽ cũng là lão thiên gia an bày đi sở giao gật gật đầu không nói gì trần cương có thế tính là của nàng một sát thủ giảng một khi bị người biết của hắn tồn tại lại nghĩ dùng đồng dạng kỹ xảo sợ là sẽ không như vậy thuận tiện cho nên vì bảo trụ bí mật này nhưng thân phận của hắn sẽ không quá nhanh bị người phát hiện, sở giao rất ít làm cho hắn xuất hiện tại nhân tiền. Cho đến hiện tại, trong quân biết Trần Cương bản lĩnh cũng phần lớn là một gia quân, mà Trần Cương mỗi lần xuất hành, bên người cùng cơ bản đều là này đó cố định nhân. Về phần ngụy kỳ bên này, trừ bỏ tin được vài cái thân tính bên ngoài, có rất ít nhân biết Trần Cương ở trong quân kết quả là làm cái gì, phần lớn cho rằng hắn chính là cái đánh tạp. Tề mảnh làm chu quốc tướng quân, vô tình phát hiện thân phận của Trần Cương, liền tính Trần Cương không giết hắn, sở giao cũng tất nhiên lưu không được hắn. Một khi đã như vậy, hắn chết như thế nào kỳ thực không có gì khác nhau. Dằn con một đêm, ngụy Kỳ sợ sở giao mệt, dỗ nàng đi lên giường nằm nghỉ ngơi, bản thân tắc tiếp tục bận rộn khởi này hắn công việc. Liên thành sơ phá, phòng thành giao tiếp cập kế tiếp vài tòa thành trì tấn công kế hoạch đều phải nhất nhất an bày, hắn cũng không có bao nhiêu rảnh rỗi thời gian. Còn có xa lắm không a? À? Đại yến một tòa rừng rậm trung, một năm gần nửa trăm lão giả bị thư đồng mang theo thất quải bát vòng, chậm chạp không có đi đến mục đích, không khỏi nhíu mày. Nhanh, liền ở phía trước. Thư đồng chỉ vào tiền phương nói, nhưng cuối cùng lại đi rồi gần một khắc chung, mới rốt cuộc đi đến nhà tranh tiền. Từ công chính ở trong phòng cùng Chu bá dông chơi cờ, gặp lão giả đi theo thư đồng đi đến, vội đứng dậy đón chào. U ngươi khả rốt cục đến, ta đều chờ thật lâu. Lão giả một bên sát cái tráng hẳn một bên tùy ý tìm một chỗ ngồi xuống, không chút nào mới là khách khí chi ý, cùng bọn họ rất là rất quen bộ dáng. Mau mau mau, rót chén trà đến, khát tử ta. Vừa dứt lời, thư đồng đã đem chén trà đưa tới rảnh tay biên. Hắn đưa tay tiếp nhận, ngửa đầu mấy khẩu uống cạn, thế này mới thống khoái thở vào nhẹ nhõm, nói. Các ngươi này cái gì phá địa phương, khó tìm như vậy, ta đi rồi đầy đủ có nửa canh giờ hơn mới đến. Hắn năm nay đều 50 hơn tuổi, đến biết thiên mệnh niên kỷ, xuất môn không là tọa kiệu chính là cưỡi ngựa, bao nhiêu năm không đi qua xa như vậy lộ. Từ công cười cũng ngồi xuống, vuốt râu nói. Không khó tìm lời nói chẳng phải sớm bị lưu thừa tìm được, vậy ngươi hôm nay còn có thể nhìn thấy còn sống ta. Như thế, lão giả gật gật đầu, lại nhìn về phía chu bá dông ta nói lão gia này làm sao ngươi còn chưa có chết đâu. chu bá dông suy cười một tiếng. khang đại nhân bất tử, ta chỗ nào dám chết trước a? À? người tới không là người khác, đúng là đại yến đương triều thái phó khang hằng viễn. khang hằng viễn dắt khóe miệng đối chu bá dông nói. ngươi này cô đơn kiếp lập lễ loi hiu quạnh, sau khi chết chỉ sợ ngay cả cái phù quan nhân đều không có, ta người này hướng đến thiện tâm đương nhiên phải trễ tử một bước an bày xong của ngươi hậu sự mới được a à. chu bá giông cười ha ha cho ta an bày hậu sự không là con ta chính là ta tôn tử khang đại nhân là cái nào ngươi khang hằng viễn sắc mặt trầm xuống biết miệng không nói chuyện rồi nhiều năm như vậy này lão tiểu tử miệng vẫn là như vậy độc hắn cùng hắn đấu võ mồm sẽ không thắng quá từ công gặp khang hằng viễn bị đổ trở về cũng là buồn cười cười nói các ngươi hai cái A, còn là bộ dáng hồi trước, gặp mặt liền muốn đấu võ mồm, không đấu võ mồm tự ít đi điểm nhi cái gì dường như. Khang Hằng viễn hừ một tiếng, không hề để ý tới chu bá dông, ngược lại đối từ công nói. Ngươi nghĩ rõ ràng, thật muốn trợ ngụy quốc giúp một tay. Từ công gật đầu. Nghĩ rõ ràng, hôm nay hạ, có thể hỏi đỉnh bá chủ vị dù sao cũng ba người, ngụy vương, chu vương, lưu thừa lưu thừa nải họa quốc chi nịnh thần, hắn như đi lên ngôi vị hoàng đế, sẽ không so nguyên bản yến đế tốt hơn bao nhiêu. Ngụy Vương cùng Chu Vương trong lúc đó, tư cho rằng Ngụy Vương hơn thỏa đáng. Vì sao? Khang Hằng Viễn nói, liền bởi vì ngươi tiểu đồ nhi gã đến Ngụy Quốc, giúp Ngụy Quốc bắt diêu thủy quan. Phải biết rằng thiên hạ chi thế thay đổi trong nháy mắt, hôm nay Ngụy Quốc bắt diêu thủy quan, thuộc biết ngày sau sẽ không lại bị Chu Quốc đoạt lại đi. Từ công lắc đầu. Thiên hạ này đại cục khởi là một cái Diêu Thủy Quan có thể quyết định. Ta sở dĩ cho rằng Ngụy Vương so Chu Vương càng thích hợp vấn đỉnh thiên hạ, là vì Ngụy Vương chính là dung nhân người, thả lại cao chim viễn chút xem trước biết sau, hơn xa Chu Vương đám người có khả năng cập. Khang Hằng viễn nghĩ nghĩ, vì không thể ra gật gật đầu. Mục Thành đi qua nãy là bọn hắn đại yến tướng lãnh tuy rằng bởi vì diệt tộc chi cừu nhất định không có khả năng lại nguyện trung thành đại yến nhưng muốn không hề đề phòng bắt đầu dùng bọn họ làm bản thân quốc gia tướng lãnh chu vương đám người khẳng định vẫn là sẽ có điều nghi ngờ đến lúc đó bọn họ tất nhiên vừa muốn muốn đem một gia quân thu vì mình dùng một bên lại thời khắc đề phòng bọn họ sợ bọn họ công cao chấn chủ lại biến thành năm đó đại yến cái kia một gia quân mà một gia quân gặp quá đại yến nghi kỵ cập chèn ép kiên kỵ nhất tất nhiên cũng là quân chủ ngờ vực cùng không tín nhiệm, đến lúc đó hai bên trái nhà đề phòng, nói không chừng lại hội phát triển trở thành năm đó yến đế cùng một gia quân kia phó bộ dáng. Mà ngụy Vương không chỉ có hào không nghi ngờ bắt đầu dùng bọn họ, hơn nữa yên tâm lớn mật làm cho bọn họ xuyên qua bản thân quốc nội bụng, thẳng để diêu thủy quan, này tuyệt đối là chu vương đám người không dám làm cũng không dám tưởng sự tình. Bọn họ nếu là nghĩ tới, cũng sẽ không bị đánh cái trở tay không kịp, Hào không hoàn thủ lực. Càng trọng yếu hơn là, Ngụy Vương vậy mà không có muốn đoạt đi một gia quân binh quyền ý tứ, như cũ nhường Trân Nguyệt công chúa thống lĩnh bọn họ, nhưng lại đồng ý Trân Nguyệt công chúa thân phó chiến trường mang binh. Trân Nguyệt công chúa a. Đó là một nữ nhân a. Không là hắn xem thường nữ nhân, mà là thiên hạ này không có mấy cái quân chủ sẽ đồng ý loại sự tình này, làm ra loại này quyết định. Nói như vậy đứng lên, Ngụy Vương thật là cùng Chu Vương đám người bất đồng. Tối thiểu nghi người thì không dùng người dùng người thì không nghi ngờ người điểm này, Chu Vương đám người sẽ không có thể cập. Ta minh bạch ngươi ý tứ, trong triều bên kia ta sẽ tận lực thay ngươi nhìn chằm chằm, bất quá. Ngươi cũng biết, hiện thời triều chính toàn bộ bị lưu thừa cầm giữ, ta đây cái thái phó cũng chính là trong đó chỉ nhìn được chứ không dùng được chức xuân mà thôi. Như thật sự đã xảy ra cái gì đại sự, ta cũng không thấy có thể giúp được ngươi ta biết từ công gật đầu nói tẫn nhân sự nghe thiên mệnh chúng ta sống đại nửa đời người nên làm có thể làm cũng đã làm còn lại liền giao cho bọn hắn người trẻ tuổi đi thôi nói xong lại hỏi ngươi đặc biệt đến đây một chuyến nhưng là còn có cái gì chuyện khác như chính là nói này đó thư lui tới liền có thể làm gì hao tốn khổ tâm phi muốn nếp thân đi nhất tao Khang Hằng Viễn nghe vậy sắc mặt hơi trầm xuống, tuy rằng biết rõ nơi này không có ngoại nhân, nhưng vẫn là theo bản năng nhìn nhìn bốn phía, sau mới hạ giọng nói. Hiện thời bệ hạ, càng dài càng lớn. Từ công cùng chu bá dông nghiêm cẩn nghe, ai biết hắn nói xong câu này sẽ không có câu dưới. Chu bá dông tê một tiếng. Vô nghĩa, tuổi càng lớn đương nhiên càng dài càng lớn, bằng không còn càng dài càng nhỏ sao khang hằng viễn trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái làm sao ngươi nghe không rõ của ta ý tứ đâu ngươi đã nói như vậy một câu ai có thể nghe được minh bạch khang hằng viễn hy nha một tiếng thanh âm ép tới càng thấp ta là nói bệ hạ càng dài càng lớn này tướng mạo cũng dần dần nảy nở nhưng là thấy thế nào cũng không giống tiên đế nói xong nghĩ đến cái gì lại bồi thêm một câu cũng không giống hiền phi cái gì từ công cùng chu bá dông hai mặt nhìn nhau, nội tâm cụ là khiếp sợ vô cùng. Ngươi là nói. Hư. Khang hằng viễn chạy nhanh ý bảo bọn họ chớ có lên tiếng. Hư cái gì hư? Chu bá dông tức giận nói. Nơi này lại không có ngoại nhân. Khang hằng viễn nghẹn lời, sau có chút bất đắc dĩ thở dài. Không là ta quá mức cẩn thận chặt chẽ, thật sự là mấy năm nay lưu thừa cơ sở ngầm trải rộng kinh thành, nhà ai cơm chiều ăn cái gì hắn đều có thể biết làm cho người ta không thể không dè dặt cẩn thận thời khắc đề phòng a từ công cũng biết của hắn khó xử toại trực tiếp hỏi việc này sự tình liên quan trọng đại ngươi khả có nắm chắc khang hằng viễn lắc đầu không có nhưng là các ngươi đều biết đến tiên đế tuổi trẻ khi là có tiếng anh tuấn phong lưu mặc dù sau này tuổi xế chiều chi năm cũng phong tư không giảm phía trước sở sinh thất vị hoàng tử không nói nhân phẩm tài năng như thế nào nhưng liền diện mạo mà nói các túng mỹ vô trù huống chi tiên đế hướng đến yêu thích mỹ nhân bệ hạ mẹ đẻ hiền phi càng là giữa hậu cung nhất tuổi trẻ mạo mỹ một cái không đạo lý khác hoàng tử đều dài hơn anh tuấn tiêu sái cố tình hắn lại sinh như thế bình thường từ công nghe hắn do dự một chút mới nói ra bình thường này từ có thể tưởng tượng đứa nhỏ này tướng mạo chỉ sợ sau này hai chữ còn muốn khó có thể hình dung hắn tự nhiên là không tán thành trong mặt mà bắt hình dông nhưng này như quan hệ đến hoàng thất huyết mạch kia đã làm cho nghiên cứu kỹ từ công trầm tư một lát ngẩng đầu nhìn hướng chu bá dông ngươi khả có biện pháp nào xác định bệ hạ kết quả có phải không phải tiên đế huyết mạch chu bá dông lắc đầu không có ta cũng không phải thần tiên thật sự không gì làm không được từ công cũng biết đây là cưỡng cầu, chỉ phải thu hồi ánh mắt. Một bên chu bá dông lại bỗng nhiên đã mở miệng. Bất quá liền hiện thời giờ phút này mà nói, diện mạo quả thật là tối có thể chứng minh vấn đề. Có lẽ là tiên đế hoặc hiền phi tổ tông lý cũng có người trưởng thành như vậy đâu. Khang hằng viễn lại thứ lắc đầu. Đại yến hoàng thất nhất mạch theo tổ tông bắt đầu liền không có ra quá tướng mạo không tốt nhân, thái miếu lý đến nay còn lộ vẻ thái tổ hoàng đế đám người bức họa đâu. Mà tiên đế lúc trước sở dĩ nạp hiền phi, đúng là nghe người ta nhắc tới Tần châu một thế hệ lâm thị bộ tộc chuyên ra mỹ nhân, toàn gia cao thấp đều là mỹ nhân phôi, cho nên mới làm cho người ta chọn cái nhất tuổi trẻ mạo mỹ vào cung, muốn nhìn một chút hay không là thật. Có thể thấy được này lâm gia nhân cũng tướng mạo đoan chính, không nên có trưởng giống bệ hạ như vậy. Phổ thông Nói như thế đến, kia quả thật khả nghi a à. trong triều chỉ có ngươi chú ý tới việc này sao người khác đâu bọn họ liền không có cảm thấy không thích hợp khang hằng viễn cười khổ sát không bắt bẻ thấy khác nhau ở chỗ nào lưu thừa chẳng lẽ còn hội tùy ý bệ hạ trưởng thành đem triều chính trả lại cùng hắn sao Khi làm sao có thể cho nên đại gia mặc dù đã nhìn ra cũng không lên tiếng không ai nguyện ý đi thống này rắc rối dù sao hiện thời vị này năm ấy 6 tuổi bệ hạ nhất định là sống không lâu lâu, lưu thừa chẳng qua là tạm thời còn không có đối hắn động thủ mà thôi. Từ công thang nhẹ một tiếng, lại hỏi. Vậy ngươi xem đứa nhỏ này cảm nhận được nhìn quen mắt. Giống không giống tiên đế bên người người nào. Hiền phi tự vào cung sau sẽ không ra lại đi qua, nếu là thật sự có người cùng nàng cấu kết, kia tất nhiên là trong cung nhân, người này còn có thể xuất nhập nội cung mà không bị phát giác có thể làm đến loại sự tình này nhân cũng không nhiều dù sao cũng tiên đế bên người tin được này khang hàng viễn lại như cũ lắc đầu nhìn không ra ta nếu có thể nhìn ra đứa nhỏ này phỏng chừng sớm đã đã chết trong phòng lại lâm vào một mảnh trầm mặc ba người riêng có đâm chiêu cuối cùng lại ai đều không thể đem chuyện này vuốt thanh chỉ phải tạm thời đem buông còn nói khởi chuyện khác nói chuyện gian thư đồng lại tràn ngập phấn khởi từ bên ngoài chạy tiến vào tiên sinh, tiên sinh, công chúa công phá liên thành, nhất tịnh bắt cùng với tương liên vài tòa thành trì, đại hoạch toàn thắng. Tưởng thật, tưởng thật, thư đồng cầm trong tay thư đệ đi qua, sinh động như thật giảng thuật truyền tin nhân truyền lại tin tức, trong phòng lúc trước nặng nề bị nháy mắt đánh vỡ. Từ công đưa tay tiếp nhận trong tay hắn giấy viết thư, đọc nhanh như gió đảo qua, bên môi lộ ra một chút ý cười cùng có vinh yên phủ phủ chồng râu. Khang Hằng viễn ở bên chật chật ngợi khen. Ngươi này tiểu đồ nhi, quả thật bất quá thì. Đó là tự nhiên, danh sư xuất cao đồ thôi. Từ công hào không khiêm tốn nói. Khang Hằng viễn hừ nhẹ một tiếng, lười lại nhìn hắn ở trong này khoe khoang đồ đệ, hơi tọa một lát theo chu bá dòng nơi đó sưu đến một đống bổ dưỡng thân thể dược liệu sau liền đi. Chương 95 Ý tưởng Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com ba tháng mạc, hai phong thư trước sau chân đưa đến sở cung bên trong. Sở Nguyên thu được đệ một phong thơ khi, cười lớn vỗ vỗ mấy án. Hảo! Không hổ là của ta nữ nhi. Tính là sở giao ký đến, nói trước mặt đã ngụy Vương cùng một gia quân đánh của nàng cờ hiệu làm việc, khi nàng liền dứt khoát theo tới trên chiến trường đi, như vậy tối thiểu có thể tùy thời biết ngụy Quốc cùng một gia quân hướng đi. Sở Nguyên hôm sau cười đem việc này báo cho biết mọi người, mọi người đối sở giao tất nhiên là một phen thừa nhận. Chỉ có sở thao sắc mặt nặng nề, trời cung hồi phủ sau như củ mặt âm trầm. Lão gia, nhưng là trong triều có cái gì không thuận chuyện. Ngô thị tự mình bưng trà đi lại hỏi. Khả dù vậy, sở thao cũng chưa cho nàng cái gì sắc mặt tốt. Không thuận chuyện. Này nửa năm qua có chuyện gì thuận quá sao? Rõ ràng là mọi chuyện không thuận. Theo Trân Nguyệt công chúa đính hôn bắt đầu, bọn họ này phòng liền cùng đại ca có kẻ hở. Khi đó hắn luôn cảm thấy chờ Trân Nguyệt đi rồi, hắn lại nghĩ biện pháp chậm rãi bù lại là được. Kết quả đâu? Còn không chờ hắn hoàn toàn tiêu trừ đại ca trong lòng khúc mắt, này hai mẹ con liền cho hắn chọc xảy ra chuyện đến. Nhị nương muốn đi ngô đồng nguyễn công chúa phủ tiểu trụ, cầu đến hắn nơi này đến, muốn cho hắn cùng quân thượng cầu tình. Hắn không đáp ứng, nàng xoay mặt phải đi cầu ngô thị. Ngô thị mềm lòng, liên nàng phía trước nhân Trân Nguyệt bị không ít ủy khuất, cảm thấy kia công chúa phủ tả hữu hiện tại cũng là không không người ở lại, làm cho nàng đi chơi nhi ngoạn nhi cũng không có gì, liền lưng hắn tiếng cung đi cầu phu nhân. Nàng đi thời điểm vừa khéo quân thượng đi lại, quân tốt nhất mặt mũi, cảm thấy này cũng bất quá là cọc việc nhỏ, liền đáp ứng rồi, chính là dặn dò không được lộn xộn công chúa trong phủ gì đó, cũng không cho nhị nương các nàng trụ đến công chúa tẩm điện đi. Ngô thị tràn ngập phấn khởi ứng, quay đầu trở về liền giúp đỡ nhị nương cho nàng kia vài cái quen biết tiểu thư muội hạ bái thiếp, định tốt lắm ngày liền đi. Sau đó, sau đó nàng vậy mà không đem quân thượng lời nói để ở trong lòng, dám ở công chúa lấy chồng tiền tẩm điện, còn đem công chúa trong phủ nguyên bản hạ nhân đều chạy đi ra ngoài. Kết quả đêm đó công chúa phủ liền không cẩn thận đi rồi thủy, lại nhân nhân thủ không đủ cứu hộ không kịp, toàn bộ công chúa phủ đều biến thành tro tàn chính nàng cũng bị bỏng mặt phá tướng. Như thế như vậy sau nàng nhưng lại còn có mặt mũi làm cho bọn họ đi cho nàng thảo cái công đạo, nói nàng hạ nhân lúc đó đi trong rừng tìm được công chúa phủ này bị đuổi ra đi hạ nhân, nhưng là bọn hắn biết rõ đi lấy nước cũng không tới cứu, bằng không mặt nàng cũng không đến mức bị đốt thành như vậy. Không nói đến việc này đến cùng là thật là giả, kết quả là kia hạ nhân từ chối trách nhiệm, vẫn là công chúa phủ hạ nhân thật sự thờ ơ nhưng nói ra đi đại gia khẳng định là sẽ không tin mặc cho ai nghe xong đều sẽ cảm thấy là chính nàng hồ biên xuất ra liền vì dời đi tầm mắt làm cho người ta quên nàng ở công chúa tẩm điện chuyện sở thao mất nửa năm tâm tư ý đồ hòa diệu bản thân cùng sở nguyên quan hệ kết quả toàn bởi vì này hai mẹ con bị hủy sở nguyên cảm thấy ngay cả của hắn nữ nhi đều dám không nghe lời nói của hắn làm ra bằng mặt không bằng lòng sự tình hắn này làm cha liền càng không cần nói vì thế theo kia sau không còn có trọng dụng quá hắn, thậm chí cố ý vô tình bài xích hắn. Hắn làm quốc chủ đệ đệ, mấy năm nay luôn luôn cẩn thận chặt chẽ, sợ đa nghi đại ca cảm thấy bản thân đối quốc chủ vị còn có cái gì không an phận chi tưởng, giống đối đại lúc trước kia vài cái thứ xuất huynh đệ thông thường đối đại hắn, hoặc là giống khác quốc gia quốc chủ đối đại bản thân huynh đệ giống nhau, đem hắn phái đến cái gì xa xôi địa phương đi. Nhưng là hắn nâm nớp lo sợ như bước trên băng mỏng nỗ lực nhiều năm, vẫn còn là không chịu nổi trong nhà từ mẫu bại nhi, mai kia trong lúc đó kiếm củi ba năm thiêu một giờ. Khó trách người ta nói thê hảo một nửa phút, nếu không phải này ngô thị bên tai nhuyễn, bị nhị nương giật dây tiếng cung đi gặp quân thượng cùng phu nhân, lại làm sao có thể phát sinh sau này việc này. Ngô thị thẹn trong lòng, hơn nữa sở nhị nương bị đưa đi đạo quan bên trong, ăn mặc chi phí sinh hoạt cấp nhiều cấp thiếu toàn xem sở thao tâm tình, nàng cũng không dám ở trước mặt hắn phát giận, chỉ phải ngượng ngùng cười. Ta thuận miệng vừa hỏi thôi, lão gia không cần tức giận. Sở thao hừ một tiếng mặt kệ nàng, nhấc chân liền đi tiểu thiếp nơi đó. Lại qua mấy ngày, lại một phong thơ theo Ngụy Quốc truyền đến, cùng chi cùng nhau tới còn có biên quan đưa tới tin tức. Ngụy quân công phá Chu Quốc Liên Thành, một lần bắt Liên Thành cập cùng với tương liên vài tòa thành trì. Bắt này vài tòa thành trì không chỉ có ý nghĩa mấy tràng đơn giản thắng lợi, thay thế biểu ngụy quốc chiếm được đại phiến vì nhiêu ruộng tốt. Chiến tranh cần nhất là cái gì? Đơn giản là lương thảo cùng binh mã. Có này đó ruộng tốt, ngụy quân xuất chinh khi đồ quân nhu còn có bảo đảm, sau này chỉ sẽ càng thêm mọi việc đều thuận lợi. Sở quốc cả triều ồ lên, nghị luận ào ào, sở nguyên đối này tự nhiên cũng là có chút lo lắng. Nhưng là cũng may sở giao gửi thư nói nàng hội tận lực biết rõ ràng này đó tình thế, ruộng đất, Hàng năm sản lương bao nhiêu, sản xuất lương thực bị vận chuyển tồn trữ ở tại nơi nào, tương lai lại viết thư nói cho hắn biết. Biết được Ngụy Quốc lương thực dự trữ số lượng cùng địa điểm, đối với Sở Quốc mà nói cũng là một chuyện tốt, hắn liền tạm thời đem việc này buông xuống. Nhưng là chuyện này không tiện đối ngoại nhân ngôn, miễn cho để lộ tin tức nhường Ngụy Quốc phát hiện, cho nên Sở Nguyên không có đối bất luận kẻ nào nói. Trong triều nhân không rõ chân tướng, thấy hắn tự hồ không để ở trong lòng bộ dáng chờ tan triều sau hỏi sở thao quân thượng đến cùng là nghĩ như thế nào sở thao làm sao mà biết nhưng lại không muốn để cho nhân nhìn ra sở nguyên cái gì cũng chưa cùng hắn nói tiện trả là cười làm ra một bộ hiểu rõ trong lòng bộ dáng quân thượng đều có an bày ra cung sau hắn đã có chút không kềm được trực tiếp đi tìm sở đại sơn Sở Đại Sơn từ phái người ám sát Trân Nguyệt cũng cướp đoạt của nàng đồ cưới không thành sao, liền triệt để nghỉ ở trong nhà, rất ít xuất môn. Vừa tới Sở Nguyên đối hắn càng ngày càng không vui, thứ hai hắn vào lần đó sự kiện trung mất đi rồi bản thân xem trọng nhất cháu ruột, mà Sở Nguyên vậy mà từ đầu đến cuối không có cho hắn nhất ý kiến, thậm chí ngay cả điểm nhi bồi thường an ủi ý tứ đều không có, điều này làm cho hắn cũng đối Sở Nguyên mất đi rồi tin tưởng sở thao nguyên bản cùng sở đại sơn đi cũng không tính thân cận quá tuy rằng coi hắn là trưởng bối phụng dưỡng nhưng trên thực tế tiếp xúc không nhiều lắm hiện thời bọn họ đồng bệnh tương liên lại đều là sở gia nhân riêng về dưới nhưng là càng chạy càng gần quân thượng hiện thời rất là tín nhiệm trân nguyệt ta mặc dù không biết hắn kết quả có tính toán gì không nhưng lại biết trân nguyệt hôm nay lại tặng phong thư tiến cung quân thượng đối với ngụy quốc công phá liên thành một chuyện thờ ơ định là Trân Nguyệt ở trong thư lại cùng hắn nói gì đó. Sở thao đem trong cung phát sinh chuyện nói với sở Đại Sơn, sở Đại Sơn nghe vậy mặt mày âm trầm, giận này không tranh ở mấy án thượng chủy một quyền. Quân thượng sớm chút năm còn thanh tĩnh, biết Trân Nguyệt không thể tin, hiện thời cũng là càng ngày càng hồ đồ. Một cái thủa nhỏ liền đi đại yến vì chất, trở về không vài năm liền gã đến ngụy quốc nữ tử, làm sao có thể thật tình hướng về chúng ta sở quốc. Hắn thật sự là thật sự là hắn hi nha một tiếng lại một quyền chủy ở tại mấy án thượng vẻ mặt tức giận từ trước trân nguyệt mới từ đại yến trở về hắn liền cảm thấy nữ tử này một thân ở nước yên dưỡng thành tật mắt không tôn trưởng kiệt ngạo bất tuân cùng với nói là sở quốc nhân không bằng nói đã là đại yến nhân hiện thời nàng gả đi ngụy quốc thì phải là họ ngụy lại càng không là bọn hắn sở quốc người quân thượng lại như thế tín nhiệm nàng còn coi nàng là làm sở quốc chi nữ ngu xuẩn. Sở thao đổ không cảm thấy Trân Nguyệt có thể tin vẫn là không thể tin, hắn chính là cảm thấy sở nguyên không nên chỉ nghe tính nàng nhất gia chi ngôn, có tính toán gì không tốt xấu hẳn là cùng bọn họ thương lượng một chút. Không nói những cái khác, bọn họ hai cái nhưng là thân huynh đệ, hắn chẳng lẽ không biết nói hắn như vậy bài xích xa là hắn, sẽ làm hắn ở trong triều rất khó làm người sao. Không biết tam thúc có thể không có thể cùng phía trước vị kia ngụy quốc sứ thần liên hệ lên. Nếu là nếu có thể, chúng ta không ngại theo hắn nơi đó thám thính chút tin tức, cũng tốt biết Trân Nguyệt đối ta đại sở đến cùng là thật tình hoặc là giả ý. Nhắc tới này, sở đại sơn sắc mặt càng nguy, vẫy vẫy tay. Đừng nói nữa. Người này bởi vì phạm vào sự, sớm bị ngụy thế tử khí chi không cần. Phạm vào sự. Sở thao mày một điều. Chớ không phải là phía trước hắn cùng với chúng ta cùng nhau hiệp thương cướp đoạt Trân Nguyệt đồ cưới chuyện bị phát hiện không là, sở đại sơn nói, là vì hắn cùng với ngụy lão phu nhân cấu kết ý đồ mưu hại Trân Nguyệt, kết quả không năng động Trân Nguyệt, còn đem bản thân cùng ngụy lão phu nhân cùng nhau đều đi vào. Sở thao nghe vậy cả kinh. Ngụy lão phu nhân đều đáp đi vào. Khi chẳng phải là nói. Ngụy vương cùng ngụy phu nhân thật coi trọng Trân Nguyệt. Không phải vậy, sở đại sơn xua tay nói. Là Ngụy Vương cùng Ngụy Phu Nhân sớm đối Ngụy Lão Phu Nhân bất mãn, cho nên liền nương lần này cơ hội đem ngụy lão phu nhân đưa đến mấy trăm dặm ngoại biệt cung tĩnh dưỡng chuyện này tuy rằng ngụy quốc ô kính nhưng hắn vẫn là nghe được một ít việc nhỏ không đáng kể nghĩ đến bản thân nghe được này tin tức hắn liền khinh thường xì khẽ một tiếng lại nhắc đến này ngụy vương cùng ngụy phu nhân tất nhiên cũng không phải cái gì thứ tốt vậy mà như thế đối đãi trưởng bối thả còn là của chính mình mẹ cả cũng không sợ tao báo ứng sở thao lại vô tâm đi quản việc này chính là lo lắng nói khi chúng ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ quân thượng hiện thời đối chúng ta nhưng là càng ngày càng xa lạ đế vương gia hướng đến cùng với những cái khác gia tộc bất đồng này hắn gia tộc đều ngóng trong trong tộc người tài ba càng nhiều càng tốt như vậy gia tộc tài năng lớn mạnh tài năng ở chứa nhiều thế gia trong đại tộc đứng ở thế bất bại vừa vặn vì đế vương kiên kỵ nhất liền là của chính mình thúc cháu huynh đệ so với chính mình vĩ đại tùy thời có thể thủ nhi đại chi sở nguyên tuy rằng còn không có xưng đế nhưng hiện thời làm việc lại càng ngày càng hướng phương diện này dựa đối bọn họ này đó tộc nhân lại không giống lúc trước như vậy nể trọng cứ thế mãi đi xuống bọn họ này đó sở gia nhân ắt phải sẽ bị vứt bỏ sở đại sơn tự nhiên cũng biết điểm ấy cho nên nhìn về phía sở thao ánh mắt hơn vài phần túc trọng ta ngược lại thật ra có nhất tưởng pháp, chính là không biết nhị lan ngươi có dám hay không. Chương 96 Có tiền Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Vào đông cuối cùng một hồi tuyết bay xuống thời điểm, chu chết ở biên quan tin tức truyền quay lại chu kinh. Chu Vương ngay cả trong lòng có chút sinh chu khí, hoài nghi là hắn cấp đại chu trước lấy phiền toái, nhưng đến cùng là của chính mình thân sinh con trai, thả vẫn là thuở nhỏ liền hầu hạ dưới gối con trai trưởng, cứ như vậy chết ở địch quốc trong tay, vẫn là ở trên chiến trường bị người trước mặt mọi người tư sống thiêu chết, Chu vương nội tâm bi vẫn có thể nghĩ, lúc này liền ngã bệnh, nằm trên giường tỉnh dưỡng mấy ngày mới có thể hảo chuyển. Chu phu nhân càng là bi thống vạn phần, biết được tin tức làm khi liền thân mình nhoán lên một cái hôn mê bất tỉnh, tỉnh lại nhìn đến Chu hạo ngồi ở bản thân bên giường thị tật, càng là thất thố bắt được cánh tay hắn, trợn mắt nói, có phải không phải ngươi? Có phải không phải ngươi hại chết ngươi đệ đệ? Lúc trước tiêu cẩn ngôn đi sứ đại chu khi mai phục mầm tai họa, ở giờ khắc này mọc rễ nảy mầm, vô hạn phóng đại. Kết quả là chu phái tống mãn đi ám sát Trân Nguyệt, vẫn là chu hạo thu mua tống mãn ám sát Trân Nguyệt sau đó lại giá họa cho chu, giờ khắc này, chu phu nhân càng tin tưởng là người sau. Chu hạo chấp bác thủ nhoáng lên một cái, một chút dược nước theo bên trong sái xuất ra, nóng tới tay chỉ hắn lại bừng tỉnh chưa thấy sửng sốt một lát sau bài khai chu phu nhân thủ đem chén thuốc đưa cho một bên hầu hạ hạ nhân làm cho bọn họ hầu hạ chu phu nhân uống dược chu phu nhân lại đẩy ra hạ nhân như cũ cố chấp theo dõi hắn có phải không phải ngươi kết quả có phải không phải ngươi trong ngày thường đoan trang thuộc lệ nữ nhân lúc này tóc mai tán loạn đỏ ngầu hai mắt khóe mắt cùng vì một cái đau thất ái tử mẫu thân giống nhau mất đi rồi lý trí nhưng mà như vậy xúc động phẫn nộ lại không là vì chu hạo mà là vì chết đi chu chu hạo xem nàng trong mắt nguyên bản vài phần thân thiết triệt để tiêu tán bên môi quải khởi đã từng cười yếu ớt có phải không phải ta cũng không trọng yếu mẫu thân chỉ cần biết hiện thời ngươi chỉ có ta đây một đứa con chu phu nhân sửng sốt chợt buộc chặt thân mình như là rồi đột nhiên mất đi rồi chống đỡ bả vai nhất suy sụp ngơ ngác ngồi ở trên giường không lại nói nữa chu vương nhiều tử, vài cái phiên quốc bên trong chút hắn con nối dòng nhiều nhất, lục nhi tam nữ. Nhưng trong đó con vợ cả con trai chỉ có chu hạo cùng chu mà thôi. Hiện thời chu đã chết, con trai trưởng liền chỉ còn chu hạo một người. Chu vương bản thân vốn là thứ tử, cũng không quá để ý đích thứ chi phân, cho nên đối với hắn mà nói, đã chết một cái chu tuy rằng đáng tiếc, cũng sẽ thương tâm khổ sở một trận, nhưng chẳng phải cái gì thiên sụp đại sự, dù sao hắn còn có ngủ con trai đâu nhưng là cho chu phu nhân mà nói chu đã chết nàng liền chỉ có chu hạo nếu như chu hạo không thể đi lên quốc chủ vị như vậy cái khác thứ tử tương lai nếu là nắm trong tay chu quốc nàng này mẹ cả tất nhiên sẽ không nhận đến kính yêu cho nên mặc dù trong lòng nàng cảm thấy là chu hạo hại chết chu hay là muốn nâng đỡ hắn giúp đỡ hắn bởi vì nàng đã không có khác lựa chọn chu hạo thấy nàng tỉnh táo lại không người làm thi lễ. Mẫu thân đã tỉnh, nghĩ đến là không có chuyện gì, một khi đã như vậy, con liền cáo lui. Nói xong xoay người liền lui đi ra ngoài. Rời đi chu phu nhân cung điện sau, chu hạo gã sai vặt nhíu mày nói. Thế tử vì sao không cùng phu nhân giải thích rõ ràng đâu. Nhị Lan quân tử cùng ngài căn bản là không hề quan hệ, lúc trước cũng là chính bản thân hắn tùy hứng làm bậy phái người ám sát Trân Nguyệt công chúa, mới trước lấy phiền toái nhiều như vậy sự ngài vừa rồi như vậy nói chỉ sợ phu nhân đối ngài hiểu lầm càng sâu a à. chu hạo cười cười chính là này tươi cười không mang theo cái gì độ ấm nàng như tin ta liền không cần thiết ta giải thích cũng căn bản sẽ không nói ra nói vậy như không tin giải thích lại nhiều lại có ích lợi gì ở nàng trong mắt chẳng qua là dấu đầu hở đuôi thôi cả sai vặt nghe vậy than nhẹ một tiếng tưởng mở miệng khuyên giải an ủi vài câu lại không biết nên nói cái gì cho phải, đành phải cúi đầu trầm mặt không nói. Chu Hạo hướng tới bản thân cung điện từng bước một đi tới, bước chân trầm ổn, bay xuống bông tuyết thường thường từ đỉnh đầu dù giấy vẽ bên cạnh bay xuống tiến vào, dừng ở trên mặt của hắn, mang theo nhẹ nhẹ lương ý. Bọn họ này đó theo đại yến trở về nhân, nói là đối bản thân cha mẹ ruột cũng đã xa lạ xa cách, nhưng vô luận trong lòng như thế nào lãnh ngạnh như đau, có lẽ đều còn tồn lưu trữ một chút nhụ mộ loại tình cảm đi bởi vì ở đại yến khi bị chịu khi dễ cho nên tâm tâm niệm niệm nghĩ nếu có thể trở lại bản thân mẫu quốc thì tốt rồi trở lại mẫu quốc còn có yêu thương phụ thân của tự mình mẫu thân sẽ không cần chịu này đó khi dễ cùng nhục nhã nhưng là luôn luôn dưỡng ở bên ngoài cùng thủy chung ở bên mình hầu hạ dưới gối đến cùng là không giống với không cũng đều không phải đều là như thế Chu Hạo giờ phút này bỗng nhiên nhớ tới Ngụy Kỳ. Nghe nói cha mẹ hắn đều đối hắn tốt lắm, bởi vì cảm thấy khi còn bé thua thiệt hắn, cho nên ngược lại gấp bội bù lại, hận không thể một cổ não đem đồ tốt nhất đều cho hắn. Thật may mắn a. À. Hắn thì thào một tiếng. Gã sai vặt không có nghe rõ, ngẩng đầu hỏi hắn. Thế tử nói cái gì? Chu Hạo lắc đầu. Không có gì. Nghiêm Đông sắp đi qua thời điểm, triệu quốc bỗng nhiên ở cùng đại yến giao giới biên cảnh tăng binh ngũ vạn lần nữa quấy rầy nước yên biên quan đại yến vì phòng thành trì có thất chỉ phải tập trung binh lực đối kháng triệu quốc không có dư thừa tâm tư lại đi tấn công chu quốc chu quốc nhân cơ hội này tăng binh ba vạn đi trước liên thành thể muốn đem mất đi thành trì đoạt lại nhưng mà lại bị ngụy quốc thám báo tìm hiểu đến bọn họ trên thực tế chỉ có không đến nhất vạn nhân mã phô trương thanh thế hướng tới liên thành tới rồi những người khác đều đi vòng đi khác một cái phương hướng. Dựa theo dư đồ sở chỉ, bọn họ đi trước địa phương là Tuy Ngọc Quan. Ngụy Kỳ chỉ vào dư đồ nói, Tuy Ngọc Quan là Ngụy Quốc quan ải, mặt sau nhanh hợp với Ngụy Quốc vài tòa thành trì. Nơi này một khi bị công phá, mặt sau vài tòa thành trì cũng ắt phải khó bảo toàn." Chu Quốc phía trước không là tấn công bên kia không đánh hạ đến, đã triệt binh sao? Thế nào lúc này lại trôi qua có người nhíu mày nói. Phía trước không đánh hạ đến, không có nghĩa là lần này cũng đánh không dưới đến. Ngụy Kỳ xem dư đồ sắc mặt ngưng trọng. Chu quốc triệt binh sau, chúng ta đóng quân ở truy ngọc quan binh mã cũng bỏ chạy không ít. Nhưng là Chu quốc bỏ chạy binh mã hiện tại tùy thời có thể tiếp qua đi tiếp tục tấn công truy ngọc quan, chúng ta binh mã như muốn đóng quân liên thành, như vậy có thể điều đi qua liền thập phần hữu hạn. Phía trước hai vạn Chu quân hơn nửa tân tăng này ba vạn, Tuy Ngọc Quang. Sợ là chống đỡ không được. Nhưng là... tuy Ngọc Quang lại không giống Liên Thành trọng yếu như vậy, bọn họ vì sao không đến đoạt lại Liên Thành, mà đi tấn công nơi đó đâu? Có người không hiểu hỏi. Bởi vì Chu Quốc nhu cầu cấp bách một hồi thắng lợi. Sở giao ở bên nhẹ giọng mở miệng. Hai tháng ở chung xuống dưới, Ngụy Quốc tướng lãnh đối với nàng tham dự đến quân tình thương nghị trung đã thấy nhưng không thể trách nghe vậy chính là yên tĩnh nghe. Sở giao xem dư đồ, sắc mặt cũng không được tốt. Liên thành cập quanh thân chưa thành cố nhiên trọng yếu, nhưng chúng ta đều đóng quân ở trong này, Chu quốc tưởng muốn đoạt lại đi cũng đều không phải chuyện dễ. Phía trước mấy tháng thời gian, Ngụy Chu hai quốc giao chiến, Chu quốc luôn luôn ở thế yếu, nếu lại lâu công liên thành không dưới, quân tâm ắt phải thấp mê. Cho nên cùng với cùng chúng ta cứng đối cứng tấn công liên thành, không bằng đi tấn công càng có nắm chắc truy ngọc quan dùng lần này thắng lợi cổ vũ quân tâm thì ra là thế lúc trước câu hỏi nhân gật gật đầu khi chúng ta chạy nhanh cấp truy ngọc quan đưa cái tính đi thôi làm cho bọn họ sớm làm chuẩn bị thuận tiện theo địa phương khác điều chút binh lực đi qua khác có người nói nói không được ngụy kỳ lắc đầu truy ngọc Quang phụ cận có thể điều đi binh lực hữu hạn liền tính đi cũng chống không lại chu quốc ngũ vạn đại quân nếu là mạnh mẽ điều binh chỉ biết tạo thành địa phương khác phòng vệ hư không cấp chu quốc khả thừa dịp chi cơ khi làm sao bây giờ ngụy kỳ nhìn thoáng qua sở giao thấy nàng vi không thể ra gật gật đầu biết nàng cùng bản thân nghĩ tới cùng nhau trầm giọng nói vì nay chi kế chỉ có chúng ta rút khỏi liên thành hồi phòng truy ngọc quan cái gì nhất dứt lời trong phòng mọi người đều là vẻ mặt kinh ngạc. Này sao được? Chúng ta thật vất vả đánh hạ liên thành, cứ như vậy trả lại cấp chu quốc. Khi phía trước chẳng phải là bạch đánh. Đúng vậy, hơn nữa truy ngọc quan cùng liên thành so sánh với, rõ ràng liên thành quan trọng hơn. Tuy rằng quốc thổ không tha có thất, nhưng là... Như tương đối mà nói lời nói, liên thành giá trị khẳng định là xa cao hơn truy ngọc quan. Tuy Ngọc Quang tuy rằng cùng liên thành giống nhau sâu chuỗi vài tòa thành trì, nhưng này đó thành trì cũng không phồn hoa, quanh thân càng không có liên thành như vậy vì như thổ địa. Nếu hai cái địa phương chỉ có thể bảo vệ cho một cái, mặc cho ai xem cũng nên là thủ trụ liên thành mới là. Mọi người không rõ ngụy kỳ ý tứ, không hiểu là lúc, lại nghe sở giao lại mở miệng. Thế tử hành động này, nãy là vì truy ngọc quan dân chúng. Chúng ta đại ngụy tướng sĩ quân kỷ nghiêm minh, Vô luận đánh hạ nơi nào, đều nghiêm lệnh không được quấy rầy địa phương dân chúng, càng không cho phép đồ thành chuyện như vậy phát sinh. Nhưng là đại chu sẽ không. Chu quốc bị chúng ta liên tiếp đoạt đi diêu thủy quan liên thành chờ, chu vương thứ tử càng là chết vào hai quốc chi tranh. Chu vương tất nhiên đối chúng ta ngụy quốc hận nghiến răng nghiến lợi, hận không thể sách này cốt đạm này thịt. Lần này hắn phái tới lĩnh binh tướng lĩnh càng là chu quốc tiến tâm lừng lẫy hung đem lệ vạn vinh, có thể thấy được này sát tâm trùng trùng. Lịch vạn vinh lại có vạn cốt tướng quân danh xưng thủ một tướng công thành vạn cốt khô chi ý. Người này tốt nhất đồ thành cập hố sát tù binh, rơi xuống trong tay hắn quân địch thậm chí địch quốc dân chúng, chết mười chi bát cửu. Nếu như làm cho hắn đánh hạ truy ngọc quan, truy ngọc quan trung tướng sĩ tập kỳ sau thủ hộ mấy vạn dân chúng, ắt phải hội chịu khổ tàn sát. Sở giao ngẩng đầu nhìn hướng trong phòng mọi người, trầm giọng nói. Truy ngọc quan đích xác không có liên thành trọng yếu, nhưng là ta đại ngụy dân chúng lại rất trọng yếu chúng ta rời khỏi liên thành chu quốc liền tính một lần nữa đem liên thành cầm lại cũng sẽ không thể thương hại nơi này dân chúng nhưng là đối chúng ta ngụy quốc dân chúng bọn họ cũng không hội như thế khách khí các ngươi cùng các ngươi tướng sĩ trung đủ có gia quyến đóng tại truy ngọc quan hoặc là ở tại mặt sau thành trì bên trong nếu là làm cho bọn họ biết chúng ta vì bảo vệ cho liên thành mà buông tha cho truy ngọc quan bọn họ sau này lại như thế nào khăng khăng một mực vì ta đại ngụy hiệu lực. Trong phòng mọi người trầm mặt xuống dưới, tuy rằng cảm thấy nàng nói đều đúng, nhưng trong lòng khó tránh khỏi còn là có chút không tha. Khi chúng ta liền như vậy đem liên thành lại còn đi trở về. Điều này cũng rất mệt. Sở giao cười cười. Hay là muốn hoàn trả đi, nhưng đến đây một chuyến, cũng không thể cái gì cũng không mang đi mọi người thấy nàng một mặt không có hảo ý bộ dáng, ào ào dựng lên lỗ tai. Ngay sau đó chợt nghe nàng nói. Đem liên thành cập quanh thân chư thành sở hữu lương thảo binh mã toàn bộ mang đi, mặt khác dáng bố cáo lấy cao hơn thường lui tới hai thành giá hướng chung quanh dân chúng thu lương, dùng tốc độ nhanh nhất đem sở hữu lương thực trở về ta ngụy quốc. Ta muốn hắn đại chu binh mã trở về sau. Không có lương thực khả thực, vô mã khả kỵ, vô binh khả dùng dù sao chiến loạn niên đại, thu đến lương thực không lo phóng ở nơi đó không địa phương dùng. Mà chu quân sau khi trở về phải đợi tiếp theo phê lương thực thành thục còn muốn lớn hơn bán nhiều năm, này nửa năm bọn họ ăn cái gì? Chỉ có thể theo địa phương khác hướng nơi này đưa. Này lương thực vận chuyển trên đường tốn thời gian cố sức không nói, còn có tiêu hao, đối đại chu mà nói lại là nhất bút tổn thất. Mọi người nghĩ đến đây mâu quan sáng ngời, nhưng chợt lại có nhân đưa ra công chúa, này thu lương là cần tuyệt bút bạc, chờ hộ bộ ngân lượng phê xuống dưới, sợ là hoa cúc đồ ăn đều mát. Huống chi? Huống chi lấy cao hơn hai thành giá thu, có thể hay không phê xuống dưới còn không nhất định. Không cần chờ, sở giao cười nói, này bút bạc, ta bỏ ra. Mọi người đổ hút một ngụm khí lạnh, cho rằng nàng ở đùa. Nhưng sở giao trên mặt ý cười lại như củ thông dong trấn định. Lúc trước Chu Thế Tử mua thuốc ba vạn lượng hoàng kim, ta còn đặt ở Tam Xoa cổ thành không nhúc nhích đâu. Tam Xoa cổ thành cách nơi này không xa, rất nhanh sẽ có thể đem này đó hoàng kim đưa tới. Trong phòng lại là một trận lặng im, chợt vang lên một mảnh buồn cười tiếng cười. Dùng Chu Quốc bạc mua Chu Quốc lương thực đưa đến Ngụy Quốc, này thật đúng là một chút cũng không mệt. Chương 97. Ngu dân. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com thu lương sự tình cứ như vậy định rồi xuống dưới mọi người theo phòng nghị sự xuất ra trên đường còn tại nghị luận sở giao bản thân ra tiền mua lương chuyện tuy rằng này ba vạn lượng hoàng kim là từ chu thế tử nơi đó chiếm được nhưng đến công chúa trong tay đó là công chúa bản thân nàng nguyện ý đem này đó tiền đều lấy đến mua lương có thể thấy được là thật tâm hướng về chúng ta đại ngụy a đúng vậy ba vạn lượng hoàng kim cũng không phải là cái số lượng nhỏ đổi làm ai cũng sẽ không như vậy mí mắt cũng không trát một chút sẽ đưa xuất ra, công chúa thật đúng là hào phóng. Người đây nhóm cũng không biết đi. Có theo kinh thành một đường theo tới nhân khoe ra nói. Các ngươi lúc trước là không ở kinh thành, không phát hiện công chúa gã tới được thời điểm mang theo bao nhiêu đồ cưới. 300 nhiều giá xe ngựa. Hơn 1.000 hồng xiển. Nghe nói quan vàng thỏi kim dịp gần đây trăm rương càng miễn bàn này có thị vô giá châu báu ngọc khí, đồ cổ tranh chữ. Ta nghe nói trong ngày thường ai ở công chúa trước mặt được mặt lập công, công chúa tùy tay đánh thưởng đều là chút vàng lá kim đậu tử, cao hứng còn sẽ trực tiếp ném mấy khỏa đá quý, cho nên mọi người đều đặc biệt yêu giúp công chúa làm việc, tùy tùy tiện tiện theo công chúa chỗ kia chút đánh thưởng, cũng là bản thân vài năm mười mấy năm bổng lộc. Lợi hại như vậy. Người khác không khỏi cảm thán. Nhưng là... Công chúa chỗ nào đến nhiều như vậy đồ cưới? Sở quốc có tiền như vậy? Có người kinh ngạc nói. Không là, người nọ vẫy vẫy tay, Sở quốc cấp đồ cưới chính là trong đó một phần, đại bộ phận là một gia quân cấp công chúa chuẩn bị thêm trang. Một gia nhưng là đại yến đã từng gần với hoàng thất trăm năm thế gia a, đại yến tồn tại mấy trăm năm, một gia liền tồn tại mấy trăm năm. Của cải phong phú có thể nghĩ. Này một gia bị lúc trước yến đế bị hủy. Nhưng là gia tài lại vụn trộn ẩn nấp rồi không bị tìm được, mục thị huynh để sống sót sau cảm niệm công chúa ân cứu mạng, không chỉ có mang theo một gia quân nguyện trung thành công chúa, còn đem hơn phân nửa gia tài đều lấy vội tới công chúa làm thêm trang. Thì ra là thế, khó trách công chúa đối này ba vạn lượng hoàng kim không chút để ý. Nhân gia căn bản là không đem này đó vàng để vào mắt A. Còn không chỉ đâu người nọ nói chuyện say sưa đem sở kinh thương hộ cùng dân chúng cũng tự phát cấp sở giao thêm trang sự tình nói mấy người cứ như vậy vừa đi vừa tán gẫu nói nhân tràn đầy phấn khởi nghe nhân mùi ngon cuối cùng ra một cái nhất trí kết luận thế tử cưới công chúa thật sự là tam sinh hữu hạnh a à. lại thông minh lại có tiền đỉnh đầu còn có binh mã thông minh kính nghi nguyện ý lấy đến trợ giúp đại ngụy tiền cũng nguyện ý cho bọn hắn ngụy quốc hoa như vậy vợ đốt đèn lồng cũng khó tìm a à. phòng nghị sự trung ngụy kỳ đem sở giao lãm tiếng trong lòng ở nàng hai gò má thượng hôn một cái Triền miên thực là của ta giải ngữ hoa tổng có thể giúp ta giải quyết này nan đề sở giao cười cười nhất tay chi lao mà thôi vừa khéo kia ba vạn lượng hoàng kim ta lúc trước không nóng nảy dùng để lại ở tại tam xoa cổ thành không nhúc nhích nghĩ tương lai ngụy chu hai quốc nếu là khai chiến nói không chừng có thể lấy bị bất cứ tình huống nào, ai tưởng đến. Nhanh như vậy liền phái thượng công dụng. Ngụy kỳ mâu quan mờ sáng. Vào lúc ấy a, à. khi đó hắn cùng với triền miên còn cho nhau rằng co không có đi gần đâu, kia. Triền miên khi đó đã nghĩ đến giúp ta sao? Hắn mãn hàm chờ đợi hỏi. Sở giao nhíu mày, vỗ về của hắn vạt áo câu môi cười yếu ớt. Đúng vậy, A Kỳ Anh Tuấn tiêu sái phong lưu phóng khoáng, Ta khi đó liền đã thần phục ở A Kỳ tư thế oai hùng dưới, nghĩ một ngày kia nhất định phải trợ của ta A Kỳ đoạt được thiên hạ. Lời như vậy nàng thuận miệng sẽ đến sắc mặt chút không thay đổi, cố tình Ngụy Kỳ biết rõ là giả, vẫn còn là tim đập nhanh hơn, nhịn không được che lại của nàng môi. Ngươi này miệng thế nào ngọc giống lau mật dường như. Hắn dáng của nàng bờ môi thấp giọng thì thào. Sở dao đặt lên của hắn cổ, cười nhìn hắn. A Kỳ không thích. Ngụy Kỳ lại hôn hôn nàng, chờ không kịp trở lại bọn họ ở lại sân, trực tiếp đem nàng ôm ngang lên, đi tới phòng nghị sự sau dùng đến chập mắt một chút phòng, trở ra một cước mang theo môn, khẩn cấp đem nàng phóng tới trên giường. Tuy rằng này mấy tháng bọn họ luôn luôn tại cùng nhau, nhưng bởi vì chiến sự bận rộn, bất kể là hắn vẫn là sở giao cơ hồ đều bận rộn chân không chạm đất, ngay cả thời gian nghỉ ngơi đều rất ít, cho nên thân cận số lần cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay hắn mỗi khi muốn làm chút gì đó, nhìn đến nàng mỏi mệt mặt mày liền không đành lòng ép buộc nàng, chính là ôm nàng nhập miên. Hôm nay định ra rồi thu lương chuyện, ngày mai bắt đầu khẳng định lại có chiếu cố, hắn hiện tại không tìm cơ hội âu yếm, chỉ sợ vừa muốn thời gian rất lâu không biết thịt tư vị. Một khi đã như vậy, khi có thể tỉnh một ít thời gian liền tỉnh một ít thời gian đi. Ngụy Kỳ đem màn buông, khẩn cấp giải khai của nàng vạt áo, hai ba lần trừ bỏ hai người trên người quần áo, khuynh thân đè ép đi qua. Màn không bao lâu liền theo nam nhân động tác chớp lên đứng lên, nội bộ truyền ra hai người cao thấp nối tiếp than nhẹ. Sở giao nằm ở ngụy kỳ dưới thân, yên lặng thừa nhận, có khi bị bị đâm cho ngoan, muốn cho hắn nhẹ một chút, lại chung quy là không có mở miệng. Có lẽ là bọn hắn thân cận số lần thật sự quá ít, mặc dù đã viên phòng hảo mấy tháng, nhưng ngụy kỳ vẫn tựa như sơ kinh nhân sự mao đầu tiểu tử bàn chỉ biết là đánh thẳng về phía trước mỗi một lần đều hận không thể nắm chặt thời gian nhiều thư giải vài lần phản phất ăn bữa này sẽ không hạ đống dường như sở giao liên hắn có thể là thật sự nghẹn ngoan thông thường cũng đều tùy theo hắn thật sự chịu không nổi mới cự tuyệt hôm nay nàng thực tại có chút mệt mỏi ngụy kỳ nháo quá một lần sau nàng liền không nghĩ lại tiếp tục khả ngụy kỳ lại nhịn không được còn tưởng lại muốn một lần bàn tay to ở trên người nàng lưu luyến qua lại chạy. Sở giao bật cười, ghé vào lỗ tai hắn nhẹ giọng nói. Chờ xác định truy ngọc quan bình an, chúng ta trở về diêu thủy quan khưu dương sơn trong nhà tiểu ở vài ngày, đến lúc đó ta mỗi ngày đều cùng ngươi cùng nhau phao ôn tuyền được không được. Những lời này không khác đáp ứng rồi ngụy kỳ, đến lúc đó hắn muốn làm cái gì thì làm cái đó, nàng đều tùy theo hắn. Lúc trước bọn họ đánh hạ liên thành sau liền không còn có hồi quá diêu thủy quan, cho nên đến nay Ngụy Kỳ cũng chưa có thể cùng nàng cùng nhau phao quá ôn tuyền, chỉ tại bên ôn tuyền thượng cho nàng tẩy quá một hồi chân mà thôi. Tư điểm chỗ, Ngụy Kỳ trong lòng vui vẻ, ở môi nàng giác hôn một chút. Ngươi nói, đến lúc đó nhưng đừng đổi ý. Sở giao ừ một tiếng. Không đổi ý. Nói xong ở hắn hai gò má thượng hôn hôn. Ngụy Kỳ chiếm được của nàng hứa hẹn, cười từ trên người nàng rời đi, đứng dậy đánh thủy vội tới nàng sát lau tử, liền ở trong này ôm nàng nhập miên. Tướng quân Tướng quân Một gã tiểu tướng cưỡi ngựa về phía trước tiến bên trong đội ngũ tiền phương chạy đi, vừa chạy vừa càng không ngừng hô. Lệ vạn vinh quay đầu, nhưng là cũng không có lạc dừng ngựa, cứ như vậy vừa đi vừa hỏi hắn. Chuyện gì? Chạy đến vội vã như vậy người nọ chạy đến phụ cận mới lặt lặt dây cương, nâng tay xoa xoa cái trán hãng. tướng quân, theo thám báo báo lại, nói ngụy thế tử tập Trân Nguyệt Công chúa dẫn dắt ba vạn binh mã, thừa dịp bóng đêm ẩn nấp hành tung, một đường chạy tới Truy Ngọc đóng. ấn thời gian đến tính, lúc này bọn họ sợ là đã đi hơn phân nửa hành trình, sẽ ở chúng ta phía trước đến. theo liên thành hướng Truy Ngọc quan đi, so với bọn hắn bên này gần rất nhiều khi sợ bọn họ hiện tại cũng nắm chặt thời gian ngày đêm càng không ngừng chạy đi, cũng vô pháp ở ngụy quân chi tới trước. Lệ Vạn Vinh nghe xong mày nhất ninh, trầm giọng nói. Không có khả năng. Bọn họ rõ ràng đóng quân ở Liên Thành bên kia, làm sao có thể bỗng nhiên chạy đến Truy Ngọc Quang đi. Liên Thành chẳng lẽ không muốn sao? Chính là cái ngốc tử cũng biết Liên Thành tầm quan trọng, lại làm sao có thể khí Liên Thành cho không để ý mà quay về Truy Ngọc Quang thuộc hạ cũng không biết a à, nhưng thám báo truyền đến tin tức quả thật là như vậy lệ vạn vinh trầm tư một lát thế này mới lật dừng thân xuống ngựa thất đồng thời nâng tay ý bảo mọi người cũng đi theo dừng lại đi tới đội ngũ theo của hắn động tác giống như triều thủy một loại từ trước sau này ngừng lại lệ vạn vinh phân phó kia tiểu tướng nhưng thám báo lại ra cần phải ở một ngày trong vòng cho ta chuẩn xác tin tức tiểu tướng đồng ý đánh ngựa ly khai lệ vạn vinh vưu tự cân nhắc này có phải không phải ngụy quân quỷ kế vì làm cho bọn họ quay đầu ngựa lại đi tấn công liên thành hảo bảo trụ truy ngọc Quang. nhưng là bán ngày sau thám báo liền mang về xác thực tin tức ngụy quân thật sự hướng truy ngọc Quang đi ở lại liên thành chờ binh mã sở thừa không có mấy đại bộ phận đều là bọn hắn tiêu tiền mời địa phương dân chúng hỗ trợ ngụy trang đứng ở đầu tường thượng làm ra một bộ đại quân còn đang trong thành bộ dáng nhưng là giả chính là giả này dân chúng không có trải qua quanh năm suốt tháng huấn luyện, liền tính lại nỗ lực cũng sẽ lộ ra sơ hở. Lệ Vạn Vinh nghe vậy hai mắt vi hiệp, bên môi gợi lên một chút lạnh lẽo ý cười. Trẻ em, cầm liên thành còn không biết chừng, còn tưởng bảo trụ truy ngọc quan. May mắn thắng mấy tràng, liền cho rằng bản thân thật sự không gì làm không được, có thể hai đầu chiếu cố sao. Chê cười. Tướng quân, khi chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? phải về công Liên Thành sao? Ngụy Quân chủ yếu binh lực đều đi truy Ngọc Quang, bọn họ hiện tại nếu là lại đuổi đi qua lời nói, liền chỉ có thể cùng Ngụy Quân cứng đối cứng, vô pháp giống nhau phía trước như vậy lấy nhiều thắng ít chiếm cứ chắc thắng cục diện. Nhưng như hồi công Liên Thành. Liên Thành hiện thời binh lực bạc nhược, ắt phải có thể một lần bắt. Đến lúc đó bọn họ đoạt lại mất đất, định là công lớn nhất kiện a. Không. Lệ Vạn Vinh xua tay nói, Tiểu tướng sửng sốt, cho rằng hắn còn muốn đi tấn công Truy Ngọc Quang, chợt nghe hắn tiếp tục nói. Phái 5.000 binh mã tiếp tục hướng Truy Ngọc Quang phương hướng đi tới, làm ra vẫn muốn tấn công Truy Ngọc Quang bộ gián. Những người còn lại mã tại chỗ hạ trại, đã ngụy quân đến Truy Ngọc Quang sau. Lại hồi công liên thành. Đến lúc đó liền tính ngụy quân cách liên thành tương đối gần, cũng vô pháp kịp thời hồi phòng, chỉ có thể trơ mắt xem liên thành rơi vào trong tay bọn họ tiểu tướng vui vẻ trầm giọng đồng ý xoay người liền đem mệnh lệnh của hắn truyền đạt đi xuống mấy ngày sau chu quân nhổ trại một đường bay nhanh chạy tới liên thành nhưng là khi bọn hắn sắp đến cửa thành khi lại ẩn ẩn cảm thấy không đúng thế nào trên tường thành một cái ngụy quân đều không có ngay cả này dân chúng giả trang ngụy quân đều không có lệ vạn vinh cũng phòng có trá lúc này mệnh đội ngũ ngừng lại phái một đội nhân mã tiến đến xem xét kết quả này đội nhân mã như vào chỗ không người tiến nhập liên thành lại bình an vô sự theo trong thành đã trở lại sao lại thế này lệ vạn vinh trầm giọng hỏi khi đội nhân mã trung cầm đầu nhân đáp tướng quân trong thành một cái ngụy quân đều không có một cái đều không có cái gì điều này sao có thể lệ vạn vinh trong lòng kinh nghi bất định lại phái một đội binh mã tiến đến kết quả này đội nhân mã mang về đồng dạng tin tức. Trong thành trừ bỏ bọn họ chu quốc dân chúng, quả thật không có khác bất luận kẻ nào. Không có ngụy quân, cũng không bị ngụy quân bắt làm tù binh những chu quốc đó tướng sĩ. Lệ Vạn Vinh trong lòng rồi đột nhiên dâng lên một cổ dự cảm bất hảo, vội dẫn dắt nhất chúng binh mã hướng trong thành chạy đi. Vào thành sau phát hiện quả nhiên, trong thành lương thảo binh khí chờ vật đều bị ngụy quân cầm đi thật sự không có phương tiện mang đi cũng đều bị bọn họ bị hủy tóm lại không có cho bọn hắn lưu giống nhau thứ hữu dụng là được lệ vạn vinh giận dữ cố tình lúc này lại có nhân mang đến cái khác tin tức không chỉ có là kho lúa lý lương thực không có liền ngay cả dân chúng trong tay dư thừa tồn lương cũng đều bị ngụy quân lấy cao hơn bình thường hai thành giá mua đi rồi này cao hơn hai thành vẫn là dựa theo ngụy quốc lương thực đều giới tính liên thành cập quanh thân chờ thừa thải lương thực cho nên nơi này lương thực cũng tương đối so địa phương khác tiện nghi một ít. Ngụy Quốc dựa theo bọn họ đều giới lại thêm hai thành, cho Liên Thành dân chúng mà nói chẳng khác nào hơn Tam thành thậm chí tứ thành. Địa phương địa chủ thân hào nông thôn nhóm được nghe tin tức ào ào quản gia trung lương thực dư đều lấy ra bán, hiện thời toàn bộ Liên Thành tập quanh thân chờ, lương điếm đã toàn bộ thanh thương đóng cửa, dân chúng trong tay trừ bỏ bản thân đồ ăn bên ngoài cái gì cũng không thừa mà lệ vạn vinh một hàng ngũ vạn binh mã tuy rằng bản thân mang theo lương thảo, nhưng nhiều nhất cũng liền đủ ăn một tháng. Khả mắt thấy khoảng cách tiếp theo phê lương thực mùa thu hoạch còn có hơn nửa năm, chờ ăn xong rồi hiện thời đỉnh đầu này đó, kế tiếp kia nửa năm bọn họ ăn cái gì? Giang trá ngụy cẩu. Lệ vạn vinh khí dương tay ở không trung quan nhất tiên, phát ra một tiếng không vang. Ngụy quân căn bản là không tưởng bảo trụ liên thành, ở liên thành cùng truy ngọc quan trong lúc đó, bọn họ quyết đoán lựa chọn hồi phòng truy Ngọc Quang, cứ như vậy đem Liên Thành lại chấp tay trả lại cho bọn họ. Không, không là chấp tay còn cho bọn hắn, mà là mang đi sở hữu binh mã lương thảo sau đó mới còn cho bọn hắn. Phía trước trên tường thành này lộ ra sơ hở ngụy quân đều là cố ý lừa bọn họ. Vì chính là làm cho bọn họ lấy vì bọn họ còn tưởng bảo trụ liên thành. Đáng giận. Đáng giận. Lệ vạn vinh hung tận một quyền chủy ở tại yên ngựa thượng dưới thân con ngựa chấn kinh, bất an xê dịch bốn vó. Này đó ngụy cẩu kết quả là nghĩ như thế nào? Vậy mà buông tha cho liên thành. Đây chính là liên thành A, mặc cho ai đoạt đi cũng sẽ không thể lại dễ dàng buông tay liên thành A. Hắn dương mắt nhìn nhìn bốn phía, trong lòng tức giận càng ngày càng thịnh. Đoạt lại liên thành lại ăn lớn như vậy một cái mệt, lúc này đừng nói là lập công, không bị quở trách sẽ không sai lầm rồi huống chi hiện thời này liên thành căn bản là không tính bọn họ đoạt lại, mà là ngụy quân chấp tay lại nhường trở về. Này tin tức một khi truyền vào kinh thành, đại gia nên nghĩ như thế nào hắn? Quân thượng nên như thế nào trách phạt hắn? Tất cả những thứ này đều là vì trong thành này đó ngu dân. Ngu dân. Nếu không phải bọn họ đem lương thực bán cho quân địch, lại làm sao có thể làm cho hắn lâm vào hôm nay như vậy hoàn cảnh? Lệ vạn vinh xoay người xuống ngựa, tùy tay trảo quá bên đường một cái dân chúng liền muốn chém giết hắn. Bên người quan tướng thấy thế liền phát hoảng, vội vàng ngăn lại. Tướng quân không thể a à. Có gì không thể? Này đó ngu dân đem lương thực bán cho ngụy quân, chính là ta đại chu phản đồ. Người như vậy nên có một sát một cái. Lưu trữ bọn họ có tác dụng gì? Tướng quân. Khi quan tướng gắt gao kéo lại hắn. Liên thành vốn là ta đại chu lãnh thổ, liên thành dân chúng cũng là ta đại chu dân chúng bọn họ lúc trước bị ngụy quân bắt đi không biết khi nào tài năng cho ta đại chu giải cứu tự nhiên chỉ có thể giống trong ngày xưa thông thường cứ theo lẽ thường cuộc sống gặp được giá cao mua lương bán lương thực cũng là không gì đáng trách trách không được bọn họ a à. huống chi thành này trung cơ hồ tất cả mọi người tham dự bán lương địa chủ thân hào nông thôn vưu thậm chẳng lẽ ngài muốn đem bọn họ tất cả đều giết sao khi chẳng phải là muốn đem trong thành nhân đồ tẩn Chu quốc tướng quân ở Chu quốc Đồ Thành, quân thượng đã biết không khí điên mới là lạ. Lệ Vạn Vinh không phải không minh bạch đạo lý này, cũng bất quá là nhất thời nổi nóng muốn giết vài người tiếc cho hả giận thôi. Mọi người nói Cường Long không áp địa đầu xà, liên thành cập quanh thân chờ nơi nơi đều là sản lương nhà giàu, như đêm này đó địa chủ thân hào nông thôn chọc nóng nảy, đừng nói năm nay, chính là sang năm bọn họ cũng đừng tưởng lấy đến bao nhiêu lương thực. Lệ Vạn Vinh căm giận thu hồi đao, Đối với kia hốt hoảng đào tẩu dân chúng thối một tiếng. Ngu dân. Ngu dân. Chương 98. Nguyễn Cơm. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Lương thực đã bị ngụy quân mua đi, lệ vạn vinh liền tính lại tức giận cũng không có biện pháp. Chúng chu quốc tướng lãnh tụ ở cùng nhau nghị sự khi, đều là một mặt buồn bực. Có người hỏi ngồi ở chủ vị thượng lệ vạn vinh. Tướng quân, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ làm sao bây giờ còn có thể làm sao bây giờ đương nhiên là lập tức truyền tin tức cấp kinh thành làm cho bọn họ chạy nhanh phê câu dưới thư theo gần đây địa phương cho bọn hắn điều lương đi lại bằng không bọn họ liền muốn chết đói nhưng là trừ này đó ra ngụy quốc bên kia cũng không thể liền như vậy quên đi lệ vạn vinh bên môi gợi lên một chút cười lạnh nói nghe nói ngụy quân lần này mua lương dùng là là Trân Nguyệt công chúa bạc. Là, có người lập tức đáp, nếu không có như thế, bọn họ căn bản không có khả năng nhanh như vậy liền gom góp đến nhiều như vậy ngân lượng, đem liên thành chung quanh gạo lương toàn bộ mua không. Liền tính ngụy Kỳ là ngụy Quốc Thế Tử, cũng vô pháp bằng bản thân ngôn nói dùng tiền của công nhiều như vậy bạc liền dùng tiền của công nhiều như vậy bạc. Chờ hắn viết tính cấp kinh thành, được đến hộ bộ phê văn, ít nhất muốn nhất hai tháng về sau, điều kiện tiên quyết vẫn là hộ bộ có thể đồng ý mới được lệ vạn vinh xì khẽ một tiếng mâu quan kinh thường nữ nhân nên về nhà thành thành thật thật giúp chồng dạy con đến trên chiến trường đến hồ nháo cái gì còn huyên động tỉnh lớn như vậy cũng không sợ đoạt nam nhân nổi bật hắn nói xong đối mọi người phân phó vài câu mọi người vừa nghe mâu quan mờ sáng ào ào gật đầu xác định chu quân chiếc quay trở về liên thành truy ngọc quan tạm thời an toàn Ngụy Kỳ để lại một phần binh lực ở trong này, trở về đến Diêu Thủy Quan đi. Xử lý hoàng chính sự đã là màn đêm thời gian, trong lòng hắn nhớ kỹ sở giao phía trước đáp ứng chuyện của hắn, khẩn cấp về tới ở khu Dương Sơn trong nhà. Ai biết hắn trở về quá muộn, ba ngày liền đã trở về sở giao đã dùng quá bữa tối, nằm ở ngủ trên giường đi. Ngụy Kỳ xem nàng tươi ngọc ngủ nhang, có tâm đánh thức nàng, lại không đành lòng. Mấy ngày nay sở giao đi theo hắn chạy ngược chạy xuôi, rất là vất vả. Hôm nay mới trở về có thể hảo hảo nghỉ một chút. Hắn ở bên giường yên lặng nhìn nàng sau một lúc lâu, trải qua do dự, cuối cùng vẫn là than nhẹ một tiếng, không có ầm ỉ nàng, bản thân đi ôm Tuyền Trung tắm rửa. Trong nhà hạ nhân dựa theo ngụy kỳ phân phó tỉ mỹ chăm sóc nơi này hoa cỏ, qua mùa khai cảm tạ liền thay cái khác ứng quý, cho nên ôm Tuyền giữ thủy trung hoa tươi quay chung quanh giống như đặt mình trong hoa viên bên trong. Ngụy Kỳ ở ao bên trái nhìn đến một chậu khai đặc biệt đẹp mắt hồng nhạt sơn trà hoa, theo bản năng bơi đi qua, đưa tay phủ phủ kia sơn trà hoa cánh hoa, nghĩ này hoa nếu là cắm ở Triền Miên trên đầu nhất định rất đẹp. Đáng tiếc, Triền Miên ngủ. Nghĩ đến sở giao, lại nghĩ đến nàng phía trước đáp ứng quá chuyện của hắn, Ngụy Kỳ liền cảm thấy trên người có chút khô nóng. Liền như vậy trở lại trong phòng ôm nàng ngủ hắn khẳng định ngủ không nở, liền quyết định dứt khoát trước ở trong này sơ giải một hồi. Ngụy Kỳ nghĩ liền một tay đỡ bên cạnh ao, một tay duỗi đến bản thân dưới thân. Chính thở hào hển say mê trong đó khi, chợt nghe phía sau truyền đến nữ tử mềm mại thanh âm. A Kỳ, ngươi đang làm sao? Ngụy Kỳ sợ tới mức một cái run run, dưới chân vừa trợt, đặt mông ngồi vào trong nước, từ đầu đến chân cũng chưa vào nước ao trung. Hắn phù một tiếng phun ra một ngụm nước, chật vật theo trong ao đứng lên, chỉ thấy sở giao chính ôm cánh tay ỉ ở cổng vòng giữ, thảnh thơi xem hắn, bên môi lộ vẻ một chút như có như không ý cười. Mà hắn vừa mới chỉ lo thống khoái, vậy mà không có nghe đến phía sau động tĩnh, ngay cả nàng lúc nào tới đều không biết. Triền miên, ngươi! Làm sao ngươi đi lên? Ngụy Kỳ ấp úng nói. Sở giao trên mặt còn mang theo vừa mới tỉnh ngủ lười nhát chi ý, nghe vậy hướng bên cạnh ao đi mấy bước, nhanh đến phụ cận khi trực tiếp đem trên chân hài nhẹ nhàng vung đến một bên rõ ràng là có chút thô lỗ động tác nàng làm ra đến lại làm cho người ta cảm thấy không hiểu mê người ngụy kỳ cũng là lúc này mới phát hiện nàng là xích chân tùy tiện táp đôi giày tới được theo kia trần trụi mắt cá chân hướng lên trên mơ hồ có thể nhìn đến rộng rãi y bào hạ che giấu cân xứng cẳng chân có thể thấy được trên người nàng chỉ phi kiện ngoại sam trừ này đó ra trống không một vật không phải nói tốt lắm sau khi trở về bồi A Kỳ phao ôn tuyền sao. Ta đã tới rồi. Sở giao như cũ đứng ở bên cạnh ao trên cao nhìn xuống xem hắn, song trưởng khoanh trước ngực tiền, tầm mắt theo hắn trần trụi đầu vai tảo đến của hắn ngực, lại không nhanh không chậm dời về phía của hắn bụng. Ngụy Kỳ nuốt một tiếng, chậm rãi đi đến bên người nàng, trong ao nước suối theo của hắn động tác tạo nên tầng tầng sóng gợn. Ta xem ngươi vừa mới. Đã ngủ sẽ không gọi ngươi. Kỳ thực. Ngày mai lại phao cũng là giống nhau. Sở giao nhíu mày, Nga một tiếng. Ta đây đi trở về, ngày mai rồi nói sao? Nói xong xoay người bước đi. Đừng. Ngụy kỳ bất quá thuận miệng vừa nói, ai tưởng đến nàng thật sự nói đi là đi, tấp một phát bắt được của nàng mắt cá chân. Sở giao lão đảo một chút hơi kém ngã sấp xuống, quay đầu trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái cố tình ngụy kỳ không bỏ được buông tay ngón cái vuốt ve nàng cổ chân nhi thượng trơn bóng làn da thì thào nói đến đều đến đây kia phao một lát đi sở giao cười khẽ lại quay lại thân đầu ngón tay nhi ở vạt áo thượng nhẹ nhàng nhất câu đơn bạc ngoại sam nháy mắt theo trên người chảy xuống dừng ở của nàng bên chân nữ nhân tốt đẹp đường cong không hề che lấp triển lộ ở bản thân trước mặt ngụy kỳ cổ họng căng thẳng hai mắt đăm đăm theo bản năng đưa tay ở nàng thẳng tắp cẳng chân thượng phủ phủ, sau như là nâng nhất kiện hiếm có trân bảo, dè dặt cẩn trọng đem nàng theo bên cạnh ao bế xuống dưới. Ấm áp nước ao nháy mắt đem hai người vây quanh, có lẽ bởi vì bọn họ ôm nhau ở cùng nhau, cảm giác này trì nước ấm cũng so ngày xưa cao hơn vài phần. Ngụy Kỳ cúi đầu ở bên môi nàng khẽ hôn, lại mê muội đi hôn của nàng cổ cùng bả vai, chấp mũi hô hấp càng ồ ồ sở giao khoác lên hắn đầu vai thủ dần dần xuống phía dưới, ở hắn trong ngực quơ nhẹ vài cái, dáng của hắn bên tai nhẹ giọng nói nhỏ. A Kỳ còn chưa có nói cho ta biết chứ, ngươi vừa mới đến cùng đang làm cái gì? Đối với kia bồn sơn trà hoa, Ngụy Kỳ thân mình hơi hơi cứng đờ, trong lòng biết định là bị nàng xem thấy, bên tai phím hồng không biết nên như thế nào đáp lại. Nữ tử lại tự hồ phải muốn hỏi ra cái đáp án dường như, đầu ngón tay nhi lại một đường hoạt đến của hắn bụng nói a à, đang làm cái gì của nàng hô hấp nhẹ bỗng phun ghé vào lỗ tai hắn phía trước mềm mại như có như không dán tại hắn trước ngực ngụy kỳ chỉ cảm thấy bản thân thân thể nơi nào đó phản phất muốn nổ tung rốt cuộc chờ không kịp câm thanh nói một câu suy nghĩ ngươi sau nâng lên của nàng một chân bàn ở bản thân chân sườn khẩn cấp liền đụng phải đi vào sở giao thân mình nhoáng lên một cái thét lớn một tiếng suýt nữa ngã sắp xuống ngay sau đó lại bị hắn ôm lấy thắt lưng một phen kéo lại chắc gao ôm ở bản thân trong dạ không quan tâm va chạm đứng lên hướng đến bình tĩnh trì mặt biến ba đào phập phòng nam nhân cùng nữ nhân tiến thở dốc theo này ba đào lúc cao lúc thấp nguyên bản ở trong ao đứng hai người cuối cùng cũng đều đi tới bên cạnh ao cao lớn thân hình đem nữ tử mềm mại thân thể áp ở mặt dưới thật lâu đều không có buông ra trận này vui thích cho đến giữa khuya mới ngừng theo ôm tuyền lại chuyển đến nội thất trên giường Ngụy Kỳ chỉ cảm thấy trước nay chưa có thỏa mãn, xem trong dạ đã buồn ngủ bé, thương tiếc hôn hôn nàng ửng hồng hai gò má, nhưng trực đêm hạ nhân tiến vào đêm trên giường hỗn độn thu thập, thế này mới ôm nàng cùng nhập miên, mặc dù ngủ khi, trên mặt cũng tràn đầy thỏa mãn chi ý. Hôm sau Ngụy Kỳ trở lại Dư Thủy Quan nội, cả người nhìn qua đều tinh thần sáng láng thần thái phấn khởi. Tiến đến nghị sự các tướng lĩnh gặp hắn tâm tình không sai, đều không biết có nên hay không đem bên ngoài chuyện nói cho hắn nghe. Nhưng là, cho dù hắn nhóm không nói, này lời đồn đã chuyện nhảm cũng sớm muộn gì hội truyền đến thế tử trong lỗ tai, cùng với như thế, còn không bằng bọn họ trước tiên cùng thế tử đánh cái tiếp đón. Trái lo phải nghĩ sau, có người đứng ra hỏi. Thế tử, công chúa nàng, hôm nay thế nào không có tới? Ngụy kỳ câu môi cười cười. Công chúa hôm nay không rất thoải mái, ta liền làm cho nàng ở lại khu dương sơn nghỉ ngơi kỳ thực là vì tối hôm qua bị hắn ép buộc ngoan hôm nay cho đến khi hắn phải rời khỏi khi sở giao đều còn không có tỉnh hắn không đành lòng nàng cứng rắn chống đến diêu thủy quan chịu khổ kiếm vất vả liền không nhường thanh thanh kêu nàng tính toán khiến cho nàng ở trong nhà hảo hảo mà nghỉ một ngày khi nói chuyện tướng lãnh gật gật đầu ngược lại nhẹ nhàng thở ra bộ dáng ngụy kỳ thấy thế ẩn ẩn cảm thấy có chút không đúng hỏi thế nào? Ngươi có việc tìm công chúa sao? Trong ngày thường sở giao tuy rằng thường xuyên cùng hắn cùng nhau đến cùng này đó các tướng lĩnh nghị sự, nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ không đến. Này đó tướng lãnh đối nàng tồn tại đã tập mãi thành thói quen, nhưng nàng không tham dự thời điểm cũng sẽ không thể hỏi nhiều cái gì, hôm nay thế nào đột nhiên hỏi đi lên. Hỏi cũng liền hỏi, cố tình hỏi xong sau còn một bộ hoàn hảo nàng không có tới bộ dáng, đây là có chuyện gì? Người nọ lắc lắc đầu. Không, thuộc hạ. Không có chuyện gì tìm công chúa. Vậy ngươi hỏi cái gì? Ngụy Kỳ xem hắn. Người nọ bị hắn trành sợ hãi, há mồm muốn nói cái gì lại không biết nên nói như thế nào. Vẫn là một bên nhân nhìn không được, đại hắn nói. Thế tử, là như vậy, Chu quốc bên kia truyền ra một ít lời đồn đãi chuyện nhảm, cùng ngài cùng công chúa có liên quan, thuộc hạ đám người cảm thấy nếu là tùy ý này đó khó nghe lời nói lại tiếp tục truyền xuống đi, chỉ sợ có tổn hại ngài uy nghiêm. Ngụy Kỳ không chú ý tới nửa câu sau, chỉ chú ý nửa câu đầu. Cùng triền miên có liên quan. Hắn nhớ mày, sắc mặt trầm xuống dưới. Cái gì lời đồn đãi chuyện nhảm? Người nọ tạm dừng một lát, trầm giọng nói. Chu người ta nói ngài đánh giặc còn muốn dựa vào nữ nhân bày mưu tính kế, mua lương còn muốn dựa vào nữ nhân lấy bạc, nói ngài đây là là ăn nhuyễn cơm. Hắn nói xong lời cuối cùng thanh âm thấp mấy không thể nghe thấy, sợ Ngụy Kỳ tức giận. Nhưng Ngụy Kỳ lại mày buông lỏng, ngược lại nhẹ nhàng thở ra dường như Cái gì ăn nhuyễn cơm? Bọn họ đây rõ ràng là ghen tị ta phu nhân trí tuệ vô song lại phú khả địch quốc, đỏ mắt ta có tốt như vậy thê tử chính bọn họ nhưng không có. Điển hình ăn không thấy nho nói nho toan hắn vừa rồi còn tưởng rằng là có người đem sở giao từng bị người đánh cắp khuy chuyện truyền ra đến đây đâu, nguyên lai chính là này, này tính cái gì đại sự. Trong phòng mọi người sửng sốt, hiển nhiên không nghĩ tới hắn sẽ là này phản ứng. Tuy rằng mọi người đều biết đây là Chu quốc ly gián kế, cũng đều minh bạch quả thật là ngụy kỳ nói đạo lý này. Bất quá có thể nhịn được lời như vậy nam nhân lại rất ít, vạn nhất thế tử cùng công chúa bởi vậy xa lạ, vậy bọn họ chỉ sợ từ trong bộ liền muốn bắt đầu loạn đi lên cũng may thế tử lòng dạ rộng lớn cũng không bị lời như vậy ảnh hưởng bọn họ thật sâu nhẹ nhàng thở ra đang muốn tán một câu thế tử anh minh chợt nghe hắn lại mở miệng hơn nữa ăn nhuyễn cơm như thế nào phía nhà bọn họ lương thực hoa nhà bọn họ tiền có bản lĩnh bọn họ cũng đi tìm cái như vậy nhuyễn cơm ăn a à, xem có người nguyện ý cho bọn hắn ăn sao làm ai cũng giống của hắn Triền Miên dường như như vậy thông minh lại hào phóng đâu. Mọi người đến bên miệng lời nói lại nghẹn trở về, sắc mặt trải qua khó lường không chừng. Có thể đem ăn nhuyễn cơm nói như vậy kiên cường nhân, phỏng chừng trong thiên hạ cũng không có vài cái, bọn họ thế tử đó là một trong số đó. Bởi vậy có thể thấy được thế tử đối công chúa nhất định là chân ái, dù sao công chúa đều là tốt, người khác nói cái gì đều không hữu hiệu. Ngụy Kỳ nói xong sau lại lại nghĩ tới cái gì, nói: đúng rồi, lại nhắc đến chúng ta thật đúng hoa bọn họ tiền. Này mua lương bạc đều là Chu Thế Tử lúc trước đưa tới, Chu Quốc này hàng năm thân ở biên quan nhân khả năng không biết. Các ngươi quay đầu nhớ được làm cho bọn họ hỗ trợ chuyển cáo một tiếng, đã nói cám ơn bọn họ Thế Tử cho chúng ta nhiều như vậy bạc mua lương, này bạc bây giờ còn thừa nhiều không tốn hoàng đâu. Trong phòng lại là một mảnh lặng im chợt vang lên một trận tiếng cười. Mọi người ào ào chấp tay. Cẩn tuân thế tử ngôn. Chương 99 Trâm Hoa Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Diêu thủy quan lý phát sinh chuyện buổi trưa liền truyền đến sở giao trong lỗ tai, sở giao nghe xong câu môi cười yếu ớt, cầm trong tay không chén trà thôi hướng thanh thanh. Thanh thanh một bên cho nàng thêm chén trà mới vừa nói chu quân bên kia nghe xong thế tử lời nói phỏng chừng muốn tức chết rồi muốn châm ngòi không thành kết quả còn bị đối phương trào phúng một phen trong lòng không chừng âu thành cái dạng gì đâu sở giao bên môi ý cười lại thâm sâu vài phần nói chỉ có này trong lòng tự ti nhân tài có sợ hãi trên lưng loại này cái gọi là ăn nhuyễn cơm thanh danh sợ làm cho người ta nói bản thân ngay cả cái nữ nhân đều không bằng chân chính cường đại nhân cũng không e ngại cho này đó lời đồn đãi chuyện nhảm bởi vì bọn họ vĩnh viễn không có sợ hãi người khác mạnh hơn tự mình nếu như ngươi cùng ta thông thường cường ta vẫn làm kiêu ngạo nếu như ngươi mạnh hơn ta ta sẽ nỗ lực để cho mình cũng giống như ngươi cường đây mới là thực nam nhân làm thanh thanh miếng môi cười yếu ớt công chúa đây là ở khoa thế tử đúng vậy sở giao một bên tùy tay mở ra họa hang lý một bộ cuốn tranh một bên không chút nào che lấp nói a à kỳ bản đã làm cho nói còn chưa dứt lời, bên môi cười cương ở trên mặt. Ngay sau đó sắc mặt trầm xuống nâng tay đem mở ra cuốn tranh hướng trên đất nhất ném. Phi. Nói xong nhất chân trở về bản thân phòng, không bao giờ nữa ở thư phòng này lý ngốc. Đùng. Đi theo lệ vạn vinh dùng sức một chưởng, ngắn ngủn mấy ngày nội bị vỗ vài thứ mấy án rốt cục không chịu nổi, ca sát một tiếng gãy mở ra, mấy án thượng gì đó rào rào rơi xuống nhất. Vô sĩ ngụy cẩu ăn nhuyễn cơm lại vẫn ăn như thế đúng lý hợp tình. Ghê tẩm hơn là, bọn họ vậy mà nói cho bọn họ biết, nói này dùng để mua lương bạc là thế tử cho bọn hắn. Không là ngụy quốc ngụy thế tử, mà là bọn hắn chu quốc bản thân chu thế tử. Ta dùng các ngươi chu quốc bạc mua các ngươi chu quốc lương thực trở về chúng ta ngụy quốc, các ngươi cảm giác thế nào? Lệ Vạn Vinh phản phất nhìn đến đối phương đứng ở bản thân trước mặt diễu võ dương oai vẻ mặt đắc ý hỏi ra như vậy một câu hắn khí hai tay nắm chặt thành quyền, cái trán gân xanh thẳng khiêu, sắc mặt âm trầm phản phất tùy thời đều có thể huy đao giết người. Trong sảnh những người khác đại khí cũng không dám ra, ai cũng không nghĩ trong lúc này chạm vào của hắn rủi ro. Cố tình lúc này có người báo lại, nói là ngụy quốc bên kia phái người dùng một chi phi tên bắn một phong cảm tạ tính đến, thác bọn họ chuyển giao cấp chu thế tử. Lệ Vạn Vinh xem kia phong lời nói khẩn thiết, phản phất những câu phát ra từ phế phủ, tên là cảm tạ thật là trào phúng tính bất chấp đối phương nói cái gì chuyển giao cấp thế tử lời nói nháy mắt đã đem này tê cái dập nát mọi người thấy đến cũng không dám nói cái gì chỉ tựa đầu cuối càng thấp ban đêm ngụy kỳ riêng sớm đi về tới khu dương sơn trong nhà ai biết chính muốn đi vào trong phòng khi lại bị thanh thanh ngăn lại thế tử công chúa đã ngủ thanh thanh cúi đầu như thế nói ngủ sớm như vậy Ngụy Kỳ nhìn nhìn còn hơi hơi lượng sắc trời, trong lòng buồn bực. Trong ngày thường giờ phút này triền miên hẳn là vừa dùng hoàng bữa tối không bao lâu a à, thế nào hôm nay sớm như vậy liền ngủ. Chẳng lẽ là hắn tối hôm qua thật sự ép buộc rất ngoan, nàng đến bây giờ còn chưa có hoảng quá mức nhi đến. ngụy kỳ nghĩ trong lòng không khỏi cảm thấy có chút ấy nấy, bước chân phóng càng khinh, sợ ầm ỉ đến sở giao. Khả mới bán ra một bước, lại bị thanh thanh lại ngăn lại. Thế tử, công chúa nói mời ngài đi ngủ thư phòng thư phòng ngụy kỳ cái này triệt để ngây ngẩn cả người ngủ thư phòng ý tứ chính là không cho hắn vào nội thất kia đây là tức giận vì sao tức giận rõ ràng tối hôm qua còn hảo hảo a à? chẳng lẽ là hắn không cẩn thận đem nàng làm bị thương kia cũng không phải hẳn là a à, hắn tối hôm qua quả thật cảm thấy bản thân càng rỡ sau còn riêng kiểm tra rồi một chút xác định không vấn đề gì sau mới ngủ hạ ngụy kỳ không rõ chân tướng hỏi thanh thanh vì sao thanh thanh thủy chung cúi đầu lại hoặc như là ở cố nén cười đậu bả vai nói câu ngài đi thư phòng nhìn xem liền hiểu ngụy kỳ chỉ phải đi trước thư phòng trở ra nhìn đến trong phòng hết thảy cũng không có thay đổi hóa chỉ có một bức họa bị mở ra đặt ở trên bàn liền đi gần nhìn thoáng qua này không xem hoàn hảo sau khi xem xong sắc mặt đỏ lên trong lòng một trận xấu hổ, nửa ngày cũng chưa không biết xấu hổ theo trong phòng đi ra ngoài. Tranh này không là khác, đúng là hắn phía trước họa sở giao. Họa trung mỹ nhân xảo tiếu thiến hề, mắt đẹp mong chờ hề, trên đầu một đóa đóa hoa tươi trông rất sống động, phản phất nở rộ ở ngày xuân cành. Ngụy kỳ thật thích này tấm họa, phía trước sở giao không có tới thời điểm, hắn luôn luôn bắt nó bắt tại trong nội thất. Sau này sở giao đến đây, hắn xuất phát từ một ít dấu kính tâm tư đem này tấm họa thu đi lên phóng tới thư phòng họa hang bên trong không nghĩ tới hôm nay bị nàng thấy được kia nàng nhất định là phát hiện thôi bằng không vì sao như thế tức giận ngụy kỳ trên mặt từng đợt nóng lên ở trong phòng qua lại đi rồi vài vòng nhi phía trước triền niên không ở hắn lại muốn nàng nghĩ tới lợi hại liền vẽ này tấm họa sau đó sau đó có khi nhịn không được sẽ gặp đối với này tấm họa làm chút không thể miêu tả chuyện khả hắn sợ đem họa dơ cho nên luôn luôn rất cẩn thận không có làm tiền nhiệm hà dấu vết ở mặt trên không nghĩ tới không nghĩ tới vẫn là bị triền miên đã nhìn ra ngụy kỳ ngửa đầu che ô mặt hơi có chút sinh không thể luyến cảm giác sau một hồi mới đem họa thu hồi đến kiên trì đi ra thư phòng nội thất cửa thanh thanh lại đem hắn ngăn lại Ngụy Kỳ xấu hổ ho nhẹ một tiếng, nói. Ngươi tránh ra, ta. Ta có lời đối công chúa nói. Thanh Thanh lần này không có lại cứng rắn ngăn đón, nghẹn cười lui qua một bên, hiển nhiên là sở giao phân phó quá, như hắn nhất định phải đi vào cũng không cần quá mức ngăn trở. Ngụy Kỳ nhẹ nhàng thở ra, nhẹ nhàng đẩy ra cửa phòng, rón ra rón rén đi đến sở giao bên người. Sở giao nằm ở trên giường đưa lưng về phía hắn, nhìn như đang ngủ, nhưng hắn biết không có triền miên ngụy kỳ ngồi ở bên giường nhẹ nhàng giữ lại nàng đặt ở chăn bên ngoài thủ lại bị nàng rút trở về hắn ngượng ngùng bắt tay thu trở về thấp giọng nói triền miên đừng nóng giận ta ta biết sai lầm rồi về sau ta không bao giờ nữa đối với của ngươi họa làm loại sự tình này nằm ở trên giường sở giao thân mình hơi hơi cương một chút chậm rãi mở mắt nàng là có chút tức giận, chẳng qua là giận hắn đem nàng họa như vậy xấu, nhưng lại đem như vậy xấu họa lưu trữ. Nhưng là Ngụy Kỳ nói, rõ ràng cùng nàng nghĩ tới không là một sự kiện. Sở giao xoay người, mặt hướng hắn. Kia loại sự. Ngụy Kỳ bên tai đỏ bừng, không dám dương mắt xem nàng, ấp úng nửa ngày nói không rõ cái nguyên cớ. Sở giao một chút liền suy nghĩ cẩn thận, đột nhiên cảm thấy có chút dở khóc dở cười. Đối với như vậy xấu họa, hắn vậy mà cũng thật sự có thể có cảm giác. Bất quá cũng là, đối với một chậu sơn trà hoa hắn đều có thể. Sở giao thất cười ra tiếng, Ngụy Kỳ sửng sốt một chút, không suy nghĩ cẩn thận nàng này tỳ khí thế nào nói đến là đến, nói tán lại tan tác. Bất quá nàng đã nở nụ cười, chuyện này là tốt rồi làm hơn. Ngụy Kỳ vội vàng lại giữ lại nàng thủ, nói. Ta vào lúc ấy rất nghỉ ngươi, ngươi lại không tại bên người cho nên mới nói xong lại cảm thấy bản thân càng miêu càng hắt dứt khoát nói thẳng ta như thế này liền đem kia bức họa thu hồi đến về sau rốt cuộc không làm như vậy rồi sở giao thế này mới lại lại mở miệng ngươi còn tính toán đem kia bức họa thu hồi đến ngụy kỳ nghẹn lời sau một lúc lâu mới không tha nói kia ta đây như thế này phải đi đem kia bức họa tiêu hủy nói lời này khi trên mặt tràn đầy vẻ đau xót có thể thấy được đối kia bức họa là thật thật thích có lẽ là vì dời đi bản thân lực chú ý không để cho mình lại đi tưởng kia phó sắp hủy diệt họa hắn lại ngược lại hỏi triền miên ngươi là làm sao thấy được hắn cũng không có ngay trước mặt người khác tiếp độc quá triền miên bức họa tuyệt đối không có khả năng là người khác nói cho triền miên sở giao xem hắn ngoé một cái khóe môi ta không nhìn ra À, a kia. Vậy ngươi vì sao tức giận? Sở giao hừ nhẹ một tiếng, theo trên giường ngồi dậy, gọi thanh thanh. Đi đem trong viện hoa chuyển một ít tiếng vào, nhớ được chọn này nhan sắc tiên diễm. Thanh thanh tuy rằng không biết nàng là ý gì, nhưng vẫn là đồng ý một tiếng, sai người theo trong viện chuyển rất nhiều hoa tiếng vào. Đại hạ nhân đều đi ra ngoài về sau, sở giao mới đứng dậy đi đến bên cạnh bàn, đem ngụy kỳ đặt tại ghế tựa. Ngụy Kỳ không rõ chân tướng, nhưng cũng không có nhúc nhích, cho đến khi nàng dùng kéo tạp sát một tiếng tiễn tiếp theo chi hoa chi, sắp đến trên đầu hắn, hắn mới hiểu được nàng muốn làm cái gì. Triền miên, ta không thương trăm hoa, hơn nữa hiện tại đã là chậm quá, trăm hoàng sau lập tức liền muốn hái được, vô dụng. Sở giao đè lại của hắn đầu. Đừng nhúc nhích. Nói xong lại sát một đóa hoa đến trên đầu hắn. Ngụy Kỳ không nghĩ chọc giận nàng, liền tùy ý nàng ép buộc không nói nữa. Cho đến khi trong chậu hoa hoa tất cả đều bị sở giao tiễn hết, chỉ còn lại có trụi lũi hoa chi, nàng mới lôi kéo tay hắn đem hắn ấn đến gương đồng tiền. Mỹ sao? Gương đồng bên trong ngụy kỳ đầu đầy đỏ tía đại hoàng đại lục hoa tươi, xấu không đành lòng nhìn thẳng. Ngụy kỳ nhìn thoáng qua sẽ không tưởng lại xem lần thứ hai, lại sợ quét sở giao cắm hoa hưng trí, nghẹn sau một lúc lâu mới nghẹn ra một câu. Còn. Hoàn hảo. Hoàn hảo. Sở Giao hơi kém cho rằng hắn mù, phản ứng đi lại hắn là sợ chọc giận bản thân, lại nói câu. Nói thật. Ngụy Kỳ thế này mới đáp. Không là. Rất dễ nhìn. Chính là không rất dễ nhìn. Sở Giao nhíu mày. Ngụy Kỳ thế này mới hồi quá điểm nhi vị nhân đến, rốt cục ăn ngay nói thật. Thật xấu. Sở Giao gật gật đầu cảm thấy bản thân giống cái gì? Ngụy Kỳ nhìn nhìn trong gương bản thân, chậu hoa, hoặc là hoa viên. Sở Giao cười khẽ, vậy ngươi cảm thấy, ta nguyện ý làm chậu hoa sao? Những lời này nói ra, Ngụy Kỳ cuối cùng minh bạch vấn đề ở đâu. của hắn truyền niên hướng đến thích chân diện, cảm thấy như vậy đầu đầy hoa bộ dáng thật xấu, cho nên khi sơ ở Đào Nguyên Sơn mới có thể đối hắn phát giận cho nên nhìn đến kia bức họa mới có thể mất hứng. Bởi vì hắn đem nàng họa xấu. Ngụy Kỳ thật sâu nhẹ nhàng thở ra, lại nghĩ đến bản thân vừa rồi vậy mà chủ động đem đã từng làm quá chuyện nói với nàng, nhất thời cảm thấy bản thân xuẩn bất trị. Hắn nội tâm một trận kêu rên, hận không thể một đầu đụng vào trên gương. Người phía sau giống như nhìn ra của hắn quẩn bách, cười nằm sắp đến hắn đầu vai, cầm điếm ở hắn trên bờ vai, nhẹ giọng hỏi a kỳ muốn hay không đi phao ôn tuyền ngụy kỳ hô hấp căng thẳng khi còn cố cái gì dọa người không dọa người hàm hồ ừ một tiếng lắc lắc đầu bả đầu thượng hoa vung điệu ôm lấy nàng liền hướng ra phía ngoài đi đến tác giả có chuyện muốn nói phỏng vấn xin hỏi công chúa đối với trị liệu trực nam thẩm mỹ chuyện này ngươi có cái gì hảo phương pháp cùng đề nghị sao sở giao hắn thích gì bộ dáng liền đem chính hắn trang điểm thành bộ dáng gì nữa hắn thích gì này nọ khiến cho chính hắn dùng cái gì vậy? Phỏng vấn. Nếu như vậy vẫn là không được đâu. Sở giao. Khi không cứu, buông tha cho đi. Chương 100. Chân tướng. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Ngụy trệ là nói như vậy. Chu quốc cảnh nội nơi nào đó, chu hạo hai mắt vi hiệp, cúi đầu đùa nghịch trên tay cùng nơi ngọc bội. Hạ nhân gật đầu, lại nói này ngụy thế tử hảo không biết xấu hổ đem nhuyễn cơm ăn đúng lý hợp tình không nói còn tại liên thành chờ bại hoại ngài thanh danh chu hạo cười khẽ hắn nói cũng là không sai như vậy Nguyễn cơm người người cầu còn không được cho nên ở trơ mắt xem người khác được đến mà bản thân không chiếm được thời điểm liền luôn dễ dàng lòng sinh ghen tị về phần kia ba vạn lượng hoàng kim quả thật là ta nhất thời sơ ý trân nguyệt nói hiện thời bị bọn họ lợi dụng trào phúng cũng là dự kiến bên trong. Nguyện đổ chịu thua, ta nhận thức. Hạ nhân không người thi lễ. Thế tử rất khiêm tốn, thuộc hạ không kịp. Chu hạo vẫy vẫy tay, ý bảo hắn không cần tân bốc bản thân, làm cho hắn lui xuống. Trong phòng không người sau, Chu hạo cầm trong tay ngọc bội phóng tới mấy án thượng, nhìn chầm chầm kia ngọc bội hồi lâu không có chuyển mắt. Vận khí sẽ không tổng đứng ở ngươi bên kia, ngụy trệ lệ vạn vinh bị ngụy kỳ cùng sở giao xiêm áo một đạo không thể ở liên thành chờ vô ích chu kinh cho hắn điều lương liền tưởng muốn đoạt lại diêu thủy quan lấy nhưng mà nửa tháng xuống dưới thủy chung không thể công phá diêu thủy quan kịch liệt tác chiến còn khiến cho lương thảo tiêu hao càng lúc càng nhanh còn tiếp tục như vậy chỉ sợ chống đỡ không xong một tháng liền muốn cạn lương thực lệ vạn vinh vô pháp chỉ phải hạ lệnh tạm thời đình chỉ công kích muốn thông qua cái khác biện pháp thắng vì đánh bất ngờ hắn bên này còn không có nghĩ ra biện pháp khi chợt nghe thế tử chu hạo mang binh đánh hạ ngụy quốc xích diễm thành đoạt được chiến mã hai ngàn tiêu diệt ngụy quân vạn dư chu quân được nghe tin tức quân tâm đại chấn ngụy quân bên này tắt một mảnh âm trầm sơ ý sở giao xem dư đồ trầm giọng nói chu hạo dùng xong cùng bọn họ lúc trước giống nhau biện pháp mượn đường triệu quốc lặng lẽ vòng đến ngụy quốc một thác sườn xuất kỳ bất ý dẹp xong xích diễm thành Tựa như lúc trước Chu Quốc thật không ngờ Đại Ngụy sẽ cho phép một gia quân xuyên qua bọn họ bụng giống nhau, Ngụy Quốc cũng thật không ngờ Triệu Quốc vậy mà sẽ cho phép Chu quân tiến vào bọn họ lãnh thổ, trực tiếp vòng đến xích diễm ngoài thành. Chu Hạo hành động này, có thể nói là gậy ông đập lưng ông. Nhưng là một gia quân tốt xấu xem như sở giao tư binh, mà sở giao còn lại là Ngụy Quốc con dâu, nghiêm túc nói lên bọn họ thật là người một nhà. Nhưng Chu Triệu hai quốc nói là minh hữu, trên thực tế quan hệ cùng ngụy sở hai quốc không sai biệt lắm đều là hợp tác tụ không hợp tác tán thật sự không giống như là hảo đến loại trình độ này bộ dáng xem ra bọn họ lén đạt thành nào đó hiệp nghị ngụy kỳ lẩm bẩm nói mọi người gật đầu trên mặt thần sắc đều có chút khó coi xích diễm thành mặc dù bị đánh hạ nhưng theo lý thuyết chết sẽ không như thế nhiều là chu hạo mang binh vào thành sau hố giết sở hữu tù binh mới có thể làm cho như vậy kết quả tuy rằng đối với này đó tù binh mà nói cùng với bị đưa đến xa xôi địa phương trở thành đê tiện nhất nô lệ có lẽ còn không bằng trực tiếp đã chết đến thống khoái nhưng biết được nói bản thân đồng bào vậy mà không là chết ở trên chiến trường mà là bị người tàn nhẫn hố chết thả một lần liền hố chết gần vạn nhân mọi người trong lòng vẫn là cảm thấy thập phần nặng nề phùng chiến tất có thắng thua đây là mọi người đều biết đến đạo lý chu quốc hiện tại nhu cầu cấp bách một hồi thắng lợi đến cổ vũ quân tâm bọn họ cũng biết. Nhưng là mặc dù biết, cũng không hội trong trái tim dễ chịu một ít. Hiện tại bọn họ duy nhất may mắn là, cốt xấu chu hạo không có tàn sát trong thành dân chúng. Như thay đổi lệ vạn vinh, chỉ sợ xích diễm thành hội 10 thất cửu không. Triệu quốc kinh thành, một gian bố trí xa hoa trong phòng, thất tám thiếu niên ngồi vây quanh ở cùng nhau, cao đàm khoát luận tham thảo các nước trong lúc đó gần đây phân tranh này đó thiếu niên nhóm các thân mang nhan sắc diễm lệ khoan bào, bên người các hữu một hai danh tỳ nữ hầu hạ. Thiếu niên anh Tuấn Phong Lưu, tỳ nữ xinh đẹp như hoa, chợt liếc mắt một cái nhìn lại còn tưởng rằng là cái gì phong nguyệt nơi, nhưng nơi này cũng là triệu thế tử triệu vanh cung điện. Một gã hồng bào thiếu niên ỷ ở nhất tỳ nữ trên người nói. Nghe nói chu ngụy hai quốc hiện tại đánh túi bụi, hai bên thấy đối phương nhân mã đều như là thấy lấy nhà mình phần mộ tổ tiên kẻ thù dường như, không là ngươi tử chính là ta mất mạng. Chiếu tiếp tục như vậy, chỉ sợ dùng không được bao lâu, chúng ta triệu quốc là có thể ngư ông đắc lợi. Đúng vậy, một khát danh thiếu niên nói, lại nhắc đến đây đều là thế tử công lao, nếu không phải thế tử đề nghị quân thượng mở ra biên cảnh nhường chu quân quá cảnh, chỉ sợ cũng sẽ không có hiện tại cục diện. Bị mọi người vây ở bên trong triệu văn mặt một thân tử màu vàng y bào, nghe vậy đắc ý cười cười, liền tỳ nữ thủ nhấp một ngụm rượu, thỏa mãn mị hí mắt. Ta liền là không quen nhìn Trân Nguyệt Nha đầu kia diễu võ dương oai thôi. Lúc trước nàng ở đại yến ỷ vào có yến đế sủng ái kiêu ngạo ương ngạnh còn chưa tính, hiện thời đều gã làm người phụ, còn không thành thật, vậy mà học nam nhân lên chiến trường. Một khi đã như vậy, kia bản thế tử khiến cho nàng ăn chút đau khổ. Tỉnh nàng thực cho rằng bản thân vẫn là lúc trước cái kia cao cao tại thượng công chúa đâu. Nhớ ngày đó hắn bất quá dùng cung đánh nàng một chút mà thôi, nàng liền đuổi theo hắn đánh hơn nửa năm dùng là còn đều là chút đặc chế viên đạn bên trong quán đầy không dễ dàng lau mực nước mỗi đánh trúng một lần liền niêm ở trên người vài ngày đều rửa không sạch làm hại hắn ở đại yến mất hết mặt này bút trướng hắn khả luôn luôn cũng chưa cùng nàng tính đâu mọi người nghe vậy ào ào đi theo phụ họa càng là có người nói nữ nhân này nên thành thành thật thật hầu hạ nam nhân tổng ở bên ngoài chạy giống bộ dáng gì nữa gió thổi ngày phơi đem một bộ hảo da thịt đều ép buộc không có bộ dáng, còn thế nào thảo nam nhân niềm vui. Nói xong còn nhéo nhéo bên người bản thân tỳ nữ hai gò má. Thế nào cũng muốn giống chúng ta Ngọc Nhi như vậy khả nhân tài đi. Tên là Ngọc Nhi tỳ nữ thẹn thùng giận người nọ liếc mắt một cái, nói. Đinh Lan quân chớ để treo đùa nhân gia. Trong điện vang lên một trận cười đùa thanh, thậm chí có người đoán này Trân Nguyệt công chúa nói không chừng căn bản chính là cái vô diệm chi nữ, chẳng qua là bởi vì nàng nhập yến khi đúng phùng thiên hàng điềm lành, yến đế lại đối nàng phá lệ sủng ái, cho nên đại gia không dám nói, còn đi theo khen tặng thôi. Mọi người vừa muốn đi theo hòa cùng, đã thấy Triệu Văn lắc lắc đầu, một mặt bí hiểm nói. Ngươi đây liền nói sai rồi. Trân Nguyệt khác có lẽ không được, nhưng này tướng mạo, kia quả thật là vạn dặm mới tìm được một. Tuy rằng bản thế tử không quá thích nàng, nhưng không thể không thừa nhận, ở ta đã thấy nữ tử bên trong, nàng là tối xinh đẹp một cái. Liền trước mắt này đó mặt hàng, hắn nói xong chỉ chỉ trong điện tỳ nữ, để tới trước mặt nàng tựa như đồng ngư mục cùng Minh Châu, căn bản vô pháp cùng chi tương đối. Nếu như bằng không, các ngươi cho rằng ngụy Trệ vì sao đối nàng nói gì nghe nấy? Còn không phải bị sắc đẹp sở hoặc. Triệu Quốc cao thấp mọi người đều biết Thế tử Triệu Văn đẹp quá sắc, trong điện tỳ nữ đều bị là dung mạo kiều diễm khó gặp xu lệ. Này bộ dạng không tốt, căn bản vô pháp đi đến hắn phụ cận đến. "Không thôi nữ tử, mặc dù nam nhân cũng như thế, nhìn hắn trong cung nội thì cùng bên người bạn tốt sẽ biết." Dùng Triệu Quốc này thế gia nhóm riêng về dưới nghị luận lời nói mà nói, chính là bộ dạng khó coi người không thể cùng thế tử làm bằng hữu nhưng là bộ dạng rất dễ nhìn nhân lại sợ thế tử không chỉ có coi hắn là bằng hữu nếu ngay cả hắn trong điện tỳ nữ cũng không cập trân nguyệt công chúa vạn nhất khi trân nguyệt công chúa đến cùng mỹ thành bộ dáng gì nữa a à? có người hỏi ra vấn đề này triệu Văn nghĩ nghĩ cuối cùng cho một câu trả lời thuyết phục nói như thế gặp qua trân nguyệt sau thế gian lại vô mỹ nhân mọi người lặng im một lát đều tưởng tượng không ra đây rốt cuộc là có thật đẹp sau một lúc lâu mới có nhân thì thào một câu. Khi chẳng phải là Mỹ không là nhân. Những lời này đổi lấy mọi người một trận cười to, Triệu Văn sau khi cười xong càng là thần bí hề hề nói. Nghiêm túc nói lên, Trân Nguyệt có lẽ thật đúng không là nhân. Nga. Chỉ giáo cho. Có người một mặt tò mò hỏi. Triệu Văn nhíu mày. Các ngươi chẳng lẽ không nghe nói qua, Trân Nguyệt chính là thực mệnh phượng nữ, yến đế chính là vì nhìn ra nàng là phượng nữ chuyển thế cho nên mới đối nàng tốt như vậy nguyên lai like là này a à. có người lơ đễnh nói này không đều là đồn đãi sao nào có nhân thật sự có thể là cái gì phượng nữ nếu như như thế kia trong cung lúc trước hoàng hậu hiện thời thái hậu là cái gì giả phượng hoàng sao lời này lại chọc mọi người một trận cười vang triệu Văn lại nghiêm cẩn nói các ngươi thật đúng đừng không tin, ta nhưng là chính mắt chứng kiến quá. Chứng kiến quá. Điều này sao chứng kiến? Mọi người lại nhìn về phía hắn. Triệu Văn câu môi cười cười, thân mình hơi hơi tiền khuynh, nói. Đại Yến trong Hoàng cung lén truyền lưu một loại đồn đãi, nói Trân Nguyệt chân thân chính là Phượng Hoàng, phàm có thể có hạnh nhìn thấy liếc mắt một cái, đều sẽ một đời không lo tiền đồ giống như cẩm. Ta đã từng nhất thời tò mò, muốn nhìn một chút chân chính phượng hoàng đến cùng lớn lên trong thế nào, liền thừa dịp nàng ở biệt cung tắm rửa thời điểm, vụng trộn đi xem liếc mắt một cái. Sau đó? Sau đó thế nào? Có người vội vàng hỏi. Triệu Văn nhún vai. Sau đó ngay tại nàng muốn hóa thân vì phượng nháy mắt, gã sai vặt ở xa xa đánh với ta tiếp đón nói có người đến đây, ta sợ bị người phát hiện, liền chạy nhanh đi rồi. Khi, khi vẫn là không phát hiện a. À. Mọi người ngoài miệng tuy rằng không nói cái gì, nhưng Triệu Văn cũng nhìn ra bọn họ không lớn tin tưởng, vội hỏi: "Ta tuy rằng không nhìn thấy nàng hóa thân vì phượng, nhưng là từ đó về sau lại mọi việc đều thuận, trên người vẫn xấu như là tất cả đều bay dường như, rốt cuộc không trở về, liền ngay cả yến đế cũng đối ta so trước kia tốt lắm rất nhiều, không còn có khó xử quá ta." "Đây là trùng hợp đi." Có người ở trong lòng nghĩ đến. Triệu Văn sợ bọn họ không tin lại bổ sung vài câu. Không nói những cái khác, ta về nước chuyện sau đó các ngươi tổng biết chưa? Nhớ ngày đó quân thượng nhưng là muốn phế đi ta sửa lập tam lang vì thế tử, kết quả đâu? Hắn nói xong dơ dơ lên cầm. Hiện thời ngồi ở chỗ này, còn không phải ta. Như thế, mọi người gật đầu, lại có nhân bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, mở miệng nói. Nói như vậy, Trân Nguyệt công chúa thân mình chẳng phải là đã sớm bị thế tử xem qua. Ngụy thế tử vậy mà cưới một cái đã sớm bị người xem quan nữ tử. Giọng nói lạc, trong điện lại vang lên một trận cười vang, có người nói. Ngụy thế tử nếu là biết, phỏng chừng muốn tức chết rồi. Còn có người thấu thú hỏi Triệu Văn. Không biết này Trân Nguyệt công chúa dáng người nhi như thế nào? Hay không giống dung mạo thông thường xuất trần tuyệt diễm? Triệu Văn táp táp chủy. Đó là tự nhiên, Trân Nguyệt kia thắt lưng. Kia Mỹ mông bạch như là nhất chỉnh nơi bạch ngọc dường như, một chút khuyết điểm đều không có, theo trong nước lúc đi ra, liền giống như hoa sen mới nở, xoay người khi. Thế tử Triệu văn chính giảng mùi ngon, chợt có hạ nhân báo lại, nói là cố tiên sinh cầu kiến. Cố tiên sinh Triệu văn lập tức thu liễm thần sắc, vội lại nhảy đem mọi người oanh đi ra ngoài, cũng đè thấp tiếng nói dặn dò. Ai cũng không cho đem hôm nay lời nói truyền ra đi cố tiên sinh làm người ngay thẳng, nhất không thích việc này, nếu là cho hắn biết ở quân mặt trên tiền tham ta một quyển, ta liền xong rồi. Là, mọi người đồng ý, cười hì hì lui đi ra ngoài. Triệu Văn lại vội để nhân dùng tốc độ nhanh nhất đem trong phòng thu thập một phen, thế này mới đem cố bạch mời tiến vào.